vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 36. Người phụ nữ ngồi trên sofa trầm giọng nói, mấy người tổ 17 kia ở phòng bên cạnh theo dõi, tôi thấy kỳ quái chính là, quan hệ giữa Giang Ánh Đào cùng Sở Trần tốt như vậy, tính mạng Sở Trần bị uy hiếp, Giang Ánh Đào vì sao không phái người bảo vệ hắn? Giang Ánh Đào hiện tại đang bận làm gì? Đồng tử Vạn Băng Sơn co rụt lại, Tiểu Ngọc, những lời này của cô đã nhắc nhở tôi. Trầm ngâm một hồi, Vạn Băng Sơn quyết đoán nói, chúng ta phải chia làm hai nhóm, tôi ở lại chỗ này theo dõi Sở Trần, Tiểu Ngọc cùng Dương Ôn Hổ, hai người âm thầm theo dõi Giang Ánh Đào một chút, nhớ kỹ phải cẩn thận, năng lực phản trinh sát của Giang Ánh Đào giật mạnh, đừng để cô ấy phát hiện. Vâng, tổ trưởng, hai người đồng thời đứng lên. Lúc này, điện thoại của Vạn Băng Sơn rung lên, hắn đã nhận được tin nhắn từ Điếu Giả. Đợi một chút, Vạn Băng Sơn mừng rỡ như điên, không thể tin nhìn tin nhắn trên điện thoại. Mấy người đều nhìn Vạn Băng Sơn, tin tức của tiền bối, Điếu Giả. Vạn Băng Sơn hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến vách tường có tai, lúc này là hạ thấp thanh âm, tiền bối, Điếu Giả, cung cấp cho một mình tổ điều tra 15 chúng ta một manh mối, bảo chúng ta theo dõi thiếu gia Diệp Thiếu Hoàng Thiền Thành. Diệp La Diệp Thiếu Hoàng, Dương Ôn Hổ mờ mịt, người này có lai lịch gì? Kiểm tra cơ sở dữ liệu một chút, xem tình hình của Diệp gia và Diệp Thiếu Hoàng. Vạn Băng Sơn phân phó, cố nén vui mừng trong lòng, có thể được tiền bối, Điếu Giả, chú ý, nói không chừng là mấu chốt phá án. Dương Ôn Hổ quyết đoán mở máy tính ra, vài phút sau, Dương Ôn Hổ ngẩng đầu, vô cùng vui mừng, Diệp Thiếu Hoàng và Sở Trần có thù. Dứt lời, ánh mắt Vạn Băng Sơn đột nhiên sáng lên. Quả nhiên là như thế. Xem ra, tiền bối, Điếu Giả, nắm giữ nhiều manh mối hơn bọn họ. Vạn Băng Sơn sải bước đi lên, xem tư liệu về Diệp Thiếu Hoàng một hồi. Nhất là khi nhìn thấy Diệp Thiếu Hoàng bị cuốn vào vụ án thế lực nước ngoài ám sát Sở Trần, Vạn Băng Sơn ánh mắt càng thêm phát sáng. Diệp Thiếu Hoàng vừa mới được bảo lãnh ra. Việc kinh doanh của Diệp gia xuống dốc không phanh. Có thể tưởng tượng, Diệp gia hận bao nhiêu Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng muốn đẩy Sở Trần vào chỗ chết đến mức nào. Người đứng sau Thiên Cơ Huyền Đồ, cho dù không phải Diệp Thiếu Hoàng, cũng có liên quan rất lớn đến Diệp Thiếu Hoàng. Nhất định là vậy, tổ trưởng. Chúng ta còn cần theo dõi Giang Ánh Đào sao? Thấy Vạn Băng Sơn trầm tư, nữ tử Tiểu Ngọc không khỏi hỏi một câu. Theo dõi cô ta là vô nghĩa. Vạn Băng Sơn khoát tay lên, cười lạnh nói, ngược lại, chúng ta hiện tại còn phải đề phòng cô ta theo dõi chúng ta mới đúng. Không sai, Dương Ôn Hổ đứng lên, vừa định mở miệng, lại hạ thấp thanh âm, chúng ta có manh mối tình báo do tiền bối, Điếu Giả cung cấp, đã có tiến triển đột phá. Thậm chí trực tiếp tập trung nghi phạm hình sự, nhất định không thể để cho bọn họ biết. Tiểu Ngọc nở nụ cười, Giang Ánh Đào có Sở Trần tính là cái gì, chúng ta có tiền bối, Điếu Giả. Vạn Băng Sơn trầm ngâm, ánh mắt toát ra quang mang cơ trí, tiền bối, Điếu Giả, vì sao lại chọn tôi? Mấy người điều tra tổ 15 nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý nhau mà nở nụ cười. Ba tổ điều tra, luận tổng thể về tư lịch, luận thành tích trong quá khứ, còn có, luận địa vị tổ trưởng. Hai tổ còn lại, làm sao so sánh với tổ điều tra 15 chúng ta? Dương Ôn Hổ cười ha ha, ý nghẹn khuất trong lòng quét sạch, đợi đến khi tổ điều tra 15 điều tra được Anu Ni Ép Đô Thiên Cơ Huyền Đồ, nhất định sẽ mặt mày hớn hở. Không nên chậm trễ, lập tức hành động. Vạn Băng Sơn vung tay lên, điều tra tổ 15 lặng lẽ rời khỏi khách sạn, dược phẩm Bắc Trần, phòng làm việc, Sở Trần buông điện thoại xuống. Để tổ điều tra 15 theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, coi như là lợi dụng tài nguyên hợp lý. Diệp Thiếu Hoàng còn có liên hệ với lính đánh thuê Hắc Liêm, nói không chừng hành động tiếp theo của lính đánh thuê Hắc Liêm sẽ có liên quan đến Diệp Thiếu Hoàng. Để tổ điều tra 15 theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, cũng tương đương với việc theo dõi lính đánh thuê Hắc Liêm. Vừa vươn người một cái, Tống Nhan đẩy cửa phòng làm việc ra, đầy ẩn ý nhìn Sở Trần một cái, Thiên Cây LM Liễu ra tới rồi. Nghe vậy, Sở Trần giật mình. Lập tức quát một tiếng, quầy thuốc trung y Liễu gia cùng Bắc Trần chúng ta hiệp nghị còn có chi tiết gì cần nói sao? Đến tìm anh, Sở Trần, dây dây lần này chị em Liễu gia trực tiếp đến như vậy, khiến anh có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nhất là ánh mắt Tống Nhan nhìn Sở Trần, khiến anh sợ có chút hoảng hốt. Không phải là có hiểu lầm gì chứ? Họ đang ở trong phòng họp. Tống Nhan nói, anh mau đi đi. Sở Trần nhướng mày, anh tốt xấu gì cũng là lão tổng Bắc Trần. Hà cớ gì bọn họ nói gặp có thể gặp, cút, Tống Nhan đuổi Sở Trần ra khỏi phòng làm việc. Nhìn bóng lưng Sở Trần rời đi,
trong lòng Tống Nhan quả thật có vài phần cảm giác nguy. Sở Trần càng ngày càng ưu tú. Một câu cổ ngữ nói rất hay, hoa thơm bướm tự tới. Tên này hiện tại phảng phất đã là dáng dấp hút hồn ong bướm. Mà cặp song sinh liễu gia này, Tống Nhan cũng không thể không thừa nhận, đối phương rất ưu tú. Tống Nhan theo bản năng đi về phía cửa vài bước, đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, mình đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy, Sở Trần mới không phải loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Tống Nhan trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Sở Trần đã lui ra cửa phòng họp, một trận hương thơm xông vào mũi. Sở Trần nhẹ nhàng nghiêng ngựa ồ, sau đó một bước đi vào, ánh mắt liếc về phía Liễu Thiên Thiên. Tôi chỉ muốn thử một chút năng lực ứng biến của anh, quả nhiên, độc bình thường cũng không tới gần được thân thể của anh. Liễu Thiên Thiên tán thưởng. Sở Trần ngồi xuống đối diện hai cô gái. Con ngươi Liễu Mạn Mạn nhìn chăm chú vào Sở Trần, thật không nghĩ tới, anh còn có một con át chủ bài như vậy, ý của anh là, phải chờ sau khi anh đạt được huy chương danh hiệu, rồi mới sắp xếp cái chết giả của anh. Sở Trần gật đầu, cũng sắp rồi, 8 giờ tối mai. Lần này chúng tôi đến, là muốn thương lượng với chi tiết anh. Liễu Mạn Mạn nói, ngày mai là thời điểm anh trói lọi nhất, ánh mắt cả thành đều sẽ tập trung ở trên người anh, tôi phỏng chừng cũng rất khó tìm được thời cơ động thủ, cho nên, tôi đề nghị, ngày kia anh sắp xếp một bữa tiệc chúc mừng, người của chúng tôi trên đường đến giả tiệc trở về sẽ động thủ, sắp xếp một vở kịch giả chết, dẫn người phía sau màn ra ngoài. Cụ thể như thế nào, tự nhiên phải bàn bạc thật kỹ. Sở Trần gật đầu, rất nhanh liền cùng Liễu Mạn Mạn quyết định chi tiết. Trong lòng Sở Trần có suy nghĩ của mình, nếu người đứng sau màn thật sự là hoàng gia, đêm hôm sau, có thể biết chân tướng. Chỉ cần tin tức mình giả chết truyền ra, Giang Ánh Đào theo dõi hoàng gia, tất có động tĩnh. Liễu Thiên Thiên ngồi ở một bên có chút nhàm chán, dứt khoát còn chạy ra ngoài đi dạo một vòng, mới quay trở về, thấy Sở Trần cùng Liễu Mạn Mạn đã nói chuyện được lúc. Liễu Thiên Thiên lúc này mở miệng nói, Sở Trần, tôi cùng chị tôi còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nghe vậy, ngay cả Liễu Mạn Mạn cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên. Cô đối với Sở Trần từ khi nào có thỉnh cầu gì? Liễu Thiên Thiên tiếp tục nói, anh cũng biết, Liễu gia chúng tôi là thế gia trung y, cũng là nhà dòng dõi nho học, tôi cùng chị gái thuở nhỏ học cầm kỳ thư họa, chị tôi còn được xưng là đệ nhất tài nữ Dương Thành. Vốn chị tôi cũng là một trong những ứng cử viên của sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc tỉnh Quảng Đông, bởi vì anh mà hủy bỏ, anh có nên bồi thường cho chị tôi chút gì không? Thiên Thiên, Liễu Mạn Mạn trừng mắt nhìn Liễu Thiên Thiên một cái, nói bậy cái gì đó, ai quy định ứng cử viên nhất định có thể chọn được, Sở Trần được bầu làm sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, danh xứng với thực, tôi tâm phục khẩu phục. Liễu Thiên Thiên nhìn Sở Trần mỉm cười, cô tiếp tục nói. Chị tôi đối với tuyệt kỹ, song tiên nhập thần, của anh rất si mê, mỗi ngày đều ôm tranh của anh ngủ. Liễu Thiên Thiên nói, anh có thể dạy chị tôi kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, hay không? Vừa dứt lời, sắc mặt Liễu Mạn Mạn thay đổi, lúc này quát Liễu Thiên Thiên. Song tiên nhập thần, đây chính là một trong năm tuyệt thủ của giới hỏa. Cũng giống như một kỹ năng độc nhất của một môn phái, làm sao có thể truyền thụ cho người khác? Như vậy đi, không phải anh thua tôi một điều kiện sao? Tôi hủy bỏ điều kiện về thiên cơ huyền đồ, đổi lại anh dạy chị tôi kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, thế nào? Liễu Thiên Thiên nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần nợ cô một điều kiện ngoại trừ muốn thân thể anh, lúc ấy mình nói muốn thiên cơ huyền đồ thật sự là quá qua loa. Liễu Thiên Thiên muốn xoay lại một ván, tuy rằng biết rất khó, nhưng Liễu Thiên Thiên vẫn nhịn không được nói ra. Sở Trần trầm ngâm một hồi, nhìn Liễu Thiên Thiên, thế nhưng, cứ như vậy. Nếu tôi lấy được thiên cơ huyền đồ, không cần phải đưa nỏ cho cô. Không cần không cần, thiên cơ huyền đồ là một trong 10 bức tranh cổ của Trung Quốc, vô giá. Tôi không lạ gì, không có duyên với tôi không bao giờ ép buộc. Thái độ của Liễu Thiên Thiên đặc biệt kiên định, Liễu Mạn Mạn giật mình, nhìn Sở Trần. Cô quả thật si mê kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, nhưng mà, cô tuyệt đối không có cách nào mở miệng đưa ra những lời muốn Sở Trần truyền thụ cho cô. Hiện tại nghe giọng điệu của Sở Trần, tựa hồ có vài phần ý động, tim Liễu Mạn Mạn không khỏi đập liên hồi. Sở Trần lần nữa trầm ngâm một lát, tựa hồ là hạ quyết tâm, được, tôi đáp ứng. Liễu Thiên Thiên thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên hoan hô, nhưng mà, vẫn là tận lực kiềm chế. Bình tĩnh, bình tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuyệt đối không thể để cho Sở Trần nhìn ra hiện tại mình rất vui vẻ. Lúc trước dùng điều kiện này đổi lấy thiên cơ huyền đồ,
ngực Liễu Thiên Thiên bị kẹt đến mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại cuối cùng có loại cảm giác xoay trở lại một ván, mặt mày hớn hở. Sảng khoái, khóe miệng Liễu Thiên Thiên không cách nào khẽ nhếch lên. Dù sao, Sở Trần không có khả năng lấy được thiên cơ huyền đồ, còn không bằng để chị học một chút kỹ năng họa, song tiên nhập thần. Liễu Thiên Thiên nhìn không được khen ngợi sự thông minh của mình. Sở Trần, anh, không nói đùa chứ. Liễu Mạn Mạn có chút không thể tin vào tai mình. Kỹ năng vẽ song tiên nhập thần, một trong năm tuyệt thủ, Sở Trần cứ dễ dàng đáp ứng truyền thụ cho cô. Sở Trần thở dài một hơi, không có biện pháp, ai bảo tôi càng thích thiên cơ huyền đồ hơn chứ. Đối với Sở Trần mà nói, kỹ ăn họa của song tiên nhập thần nước căn bản không tính là cái gì. Nếu Liễu Mạn Mạn thực sự muốn học, dạy cô cũng không thành vấn đề. Sở Trần chưa bao giờ là người giấu giếm, chỉ cần Liễu Mạn Mạn thích, muốn, anh liền xuất ra. Coi như là đóng góp trăm triệu cho giới hội họa, hai má Liễu Mạn Mạn hưng phấn đến có chút hồng. Cô tuy rằng không khoa trương đến mức giống như Liễu Thiên Thiên nói ôm tranh Sở Trần ngủ, nhưng mà, cô quả thật vẫn luôn nghiên cứu kỹ thuật vẽ, song tiên nhập thần, bức phượng cầu hoàng kia, đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng Liễu Mạn Mạn, một ngày cô nhìn vô số lần, muốn cảm ngộ tinh túy của song tiên nhập thần. Vậy thì một lời là đã định, Liễu Thiên Thiên tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, ngồi thẳng người một chút, kỳ thật tôi cũng là người thích cầm kỳ thư họa, nhất là cầm, Sở Trần, anh có thể hay không dạy chị tôi, song tiên nhập thần, thuận tiện dạy tôi thổi tiêu không? Bài mà anh đánh bại Bạch Kỳ Thắng, Sở Trần, đó là sáo, Liễu Mạn Mạn không nói gì, đều giống nhau, Liễu Thiên Thiên tràn đầy chờ đợi nhìn Sở Trần. Sở Trần cự tuyệt, Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng, không phải là thổi sáo thôi sao, tôi tự học thành tài. Liễu Thiên Thiên cũng không dám nhắc lại yêu cầu gì nữa, sợ Sở Trần đột nhiên đổi ý, chính mình thật vất vả mới bắt được cơ hội này. Được rồi, hôm nay tôi liền đến đây, nói xong rồi. Liễu Thiên Thiên kéo Liễu Mạn Mạn lên, chờ chuyện này xong, chị tôi liền mỗi ngày cùng anh học kỹ năng họa, song tiên nhập thần, đúng rồi, Sở Trần. Nếu như anh không có được, song tiên nhập thần, anh sẽ không đổi ý chứ. Sở Trần liếc cô một cái, tôi là loại người này sao? Liễu Thiên Thiên và Liễu Mạn Mạn vừa mới mở cửa phòng làm việc. Vậy nếu như tôi chiếm được thiên cơ huyền đồ, cô đổi ý không? Sở Trần hỏi, Liễu Thiên Thiên cười lạnh, Liễu Thiên Thiên tôi nói một không hai, đừng nói đổi ý, cho dù là có một tia tâm tư đổi ý, tôi chính là chó con. Lúc chị em Liễu ra rời khỏi Bắc Trần. Cửa phòng làm việc của Hạ Tổng bên cạnh đẩy ra, Hạ Bắc nhìn bóng lưng của hai chị em sinh đôi, lại liếc mắt nhìn Sở Trần đi ra khỏi phòng họp, ánh mắt tràn ngập ghen tị. Mỗi ngày tới tìm Trần ca, điều này có nghĩa là gì? Mấu chốt là Tống Nhan cũng ở đây, Trần ca cũng quá ổn định đi. Hạ Bắc nhìn về phía ánh mắt hâm mộ, khách sạn đối diện tòa nhà Kim Bãi. Thiên Kim Liễu Gia Dương Thành tới tìm Sở Trần, hai bên nói chuyện gần nửa giờ, sau đó, chị em Liễu Gia rời đi. Điều tra tổ 17 đang ghi lại từng chi tiết từng chút một xảy ra với Sở Trần. Tổ trưởng, lúc này, một người đột nhiên mở miệng, bên cạnh không biết khi nào rời đi. Nghe vậy, Trình Vọng Nhạc không khỏi sửng sốt, chợt nhíu mày, làm sao có thể. Vạn Băng Sơn không có khả năng buông tha đường dây Sở Trần này, đây cũng là manh mối duy nhất trước mắt có thể tìm được thiên cơ huyền đồ, không theo dõi Sở Trần, hắn có thể đi làm gì. Có chuyện bất thường, Trình Vọng Nhạc trầm ngâm một lát. Gọi điện thoại cho Vạn Băng Sơn, muốn thử thăm dò ý của Vạn Băng Sơn một chút, nhưng mà, Vạn Băng Sơn ngay cả điện thoại của hắn cũng không nghe máy. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Trình Vọng Nhạc lập tức hạ lệnh, Tiếu Tung, cậu đi điều tra tổ 15 một chút, xem bọn họ đến tột cùng đang làm gì. Một thanh niên ngay lập tức quay lại và rời khỏi phòng. Những người còn lại tiếp tục theo dõi công ty Bắc Trần. Ngày hôm nay, Sở Trần đều ở Bắc Trần, một bước cũng không đi ra ngoài. Anh đang chờ tin tức, Giang Ánh Đào đang điều tra Hoàng gia, điều tra tổ 15 theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông đang tìm hiểu ý của Tiền Bộ Thiệu. Sở Trần đột nhiên có chút nhớ đạo trưởng Trương Vận Quốc. Thiên Thành bề ngoài gió êm sóng lặng, âm thầm sóng biển mãnh liệt, Trương Vận Quốc thân là, đầu sỏ của Thiên Thành, không biết có tra được cái gì hay không. Vừa vặn chính là, Trương đạo trưởng đến tìm anh. Trong phòng làm việc, Trương Vận Quốc vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng mở miệng, lính đánh thuê Hắc Liêm trà trộn vào Thiền Thành. Sở Trần gật đầu, cái này tôi biết. Trương Vận Quốc nói lại, Diệp Thiếu Hoàng được tại ngoại rồi, hơn nữa còn liên hệ với lính đánh thuê Hắc Liêm. Cái này tôi cũng biết. Trương Vận Quốc ngữ khí dừng lại, ngoại trừ lính đánh thuê Hắc Liêm ra, còn có vài nhất ba thế lực ngoại quốc lẻn vào Thiền Thành.
Sở Trần lần thứ hai gật đầu, tôi cũng biết. Trương Vận Quốc, vậy muốn tôi làm gì? Sở Trần hỏi, có thể tra được phân biệt là thế lực gì, hiện tại trốn ở nơi nào không? Trương Vận Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có chuyện thiếu chủ không biết. Tinh thần Trương Vận Quốc chấn động, nhất thời mở miệng nói, tôi tìm hiểu được ba thế lực bên ngoài cùng với vị trí ẩn thân của bọn họ, tôi đều ghi ở chỗ này. Trương Vận Quốc lấy ra một tờ giấy, đưa cho Sở Trần. Đồng tử Trình Vọng Nhạc đối diện theo dõi co rút mạnh, người kia là ai vậy? Hắn đưa cho Sở Trần một tờ giấy. Trình Vọng Nhạc có dự cảm, người không rõ lai lịch này rất có thể sẽ mang đến cho hắn manh mối mấu chốt. Trầm ngâm một lát, Trình Vọng Nhạc khoát tay, trầm giọng nói, xuống tầng chờ lệnh, người kia vừa rời khỏi Bắc Trần, liền dẫn hắn tới đây hỏi. Sở Trần ghi nhớ ba thế lực nước ngoài cùng với nơi ẩn náu ở Thiền Thành. Quả nhiên, ở Thiền Thành, rất nhiều chuyện chính là không thể giấu được Trương Vận Quốc. Trương đạo trưởng, người đi tra một người. Sở Trần nói, nhị gia Hoàng gia, Hoàng Vũ. Trương Vận Quốc giật mình, nghi hoặc nhìn Sở Trần. Tôi hoài nghi hắn có liên quan đến Thiên Cơ Huyền Đồ, ông theo dõi hắn cho tôi. Sở Trần phân phó, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này, tôi sẽ cho ngươi một bất ngờ. Vừa nói xong, Trương Vận Quốc lúc này thần sắc hưng phấn lên. Một bất ngờ, xem ra, Sở Thiếu chuẩn bị dẫn mình về Cửu Huyền Môn rồi. Đây chính là tâm nguyện suốt đời mình. Thảo nào mấy ngày hôm trước Sở Thiếu sẽ cho mình một khoản tiền, nói mình đi kinh doanh hệ thống tình báo, Sở Thiếu là lo lắng cho mình sau khi đến Cửu Huyền Môn, không có ai thay hắn thăm dò tin tức. Trương Vận Quốc đã hiểu trong vài giây, lập tức quả quyết trấn thanh nói rằng, Sở Thiếu yêu cầu tạo dựng lên hệ thống tình báo, tôi đã thu xếp ổn cả rồi, hiện tại ở bên cạnh tôi có mười mấy người đang giúp tôi thu thập tình báo, đều là người tuyệt đối có thể tin được. Sở Trần hài lòng cười. Trương Vận Quốc vội xa đứng dậy, xoay người rời đi. Trương đạo trưởng đúng là một tình báo giỏi. Sở Trần cảm thán, nếu như Trương đạo trưởng biết, mình không chỉ có là cho hắn 5 triệu, còn đặc biệt giữ lại 10 triệu chuẩn bị quỹ cho hắn, hắn biết sẽ ngạc nhiên tới mức nào. Nhìn con số từ 21 bắt đầu đi xuống, khuôn mặt Trương Vận Quốc tươi cười cực kỳ sáng lạn. Hắn vô cùng chờ mong, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Thì ra, đây chính là cảm giác liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Hắn vốn đã triệt để mất đi tư cách tiến vào Cửu Huyền Môn, Sở Trần xuất hiện, giống như một tia bình minh. Hiện tại rốt cục gần đến lúc hoàn toàn được Sở Trần tán thành. Trương Vận Quốc vô cùng chờ mong Sở Trần ngạc nhiên sắp cho mình. Nói là ngạc nhiên, kỳ thật đều ngầm hiểu ý a. Trương Vận Quốc khóe miệng nhếch lên, rất vui vẻ. Đinh, cửa thang máy mở ra. Có một người đứng ở phía trước, trong tay cầm một cái giấy tờ tùy thân, ở trước mặt Trương Vận Quốc giơ lên một chút, cảnh sát. Có việc tìm ông nói chuyện. Trương Vận Quốc ngây người, vẻ mặt nghi hoặc đi theo thanh niên đi ra Bắc Trần, tiến vào khách sạn, rất nhanh liền đi tới trước mặt Trình Vọng Nhạc. Mời ngồi, Trình Vọng Nhạc nhìn Trương Vận Quốc, thần sắc ôn hòa xua tay, không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ là theo lệ hỏi mấy vấn đề. Tôi không căng thẳng, Trương Vận Quốc yên lặng ngồi xuống, nói về thông tin cơ bản của anh trước. Trình Vọng Nhạc mở miệng, thanh niên ở một bên cũng quen thuộc mở máy tính ra. Chuẩn bị ghi lại cuộc đối thoại của hai người. Trương Vận Quốc dừng một chút, lập tức mở miệng, tôi là Trương Vận Quốc, là một đạo sĩ giang hồ, hiện tại ở Thanh Phong Quan. Vừa dứt lời, mấy người đều sửng sốt, anh là đạo trưởng Thanh Phong Quan. Trình Vọng Nhạc híp mắt nhìn chằm chằm Trương Vận Quốc, anh tìm Sở Trần làm gì? Tôi hơi hiểu tướng thuật, Sở Trần mấy ngày gần đây sự tình rất nhiều, đặc biệt mời tôi qua xem tướng mạo cho hắn. Trương Vận Quốc trả lời, Trình Vọng Nhạc nhíu mày. Hắn không tin đơn giản như vậy. Làm sao chứng minh anh là đạo trưởng, còn nữa, ông hiểu tướng thuật. Thanh âm Trình Vọng Nhạc càng lúc càng lạnh như băng, mang theo quát nhẹ. Hắn muốn ở khí thế áp đảo người trước mắt này. Trương Vận Quốc nhìn Trình Vọng Nhạc, một lúc lâu sau, thật sự phải chứng minh sao? Trình Vọng Nhạc gật đầu, mấy người đều nhìn chằm chằm Trương Vận Quốc, muốn cho hắn khí thế áp bách. Vậy được thôi, Trương Vận Quốc nói, tướng mạo của ngươi có chút hư thái. Chuyện phòng the gần đây không hài hòa lắm. Thành viên điều tra tổ 17, Trình Vọng Nhạc phục hồi tinh thần, giận dữ mắng, hoàn toàn là nói bậy. Nói xong, Trình Vọng Nhạc không có tiếp tục chấp nhất vấn đề thân phận của Trương Vận Quốc nữa, ngược lại hỏi, Sở Trần làm sao lại đột nhiên tìm được anh? Anh viết cái gì trên giấy cho Sở Trần? Đều là vận trình mấy ngày tới của Sở Trần, nhưng, cảnh giới của tôi vẫn thiếu một chút, không có cách nào nhìn thấu. Trương Vận Quốc thở dài một tiếng, mấy ngày kế tiếp vận số của Sở Trần rất mơ hồ a.
Về phần Sở Trần vì sao lại tìm tôi, Trương Vận Quốc ha hả cười, tôi ở Tống gia đã hơn 5 năm, Sở Trần không tìm tôi, còn có thể tìm ai? Trình Vọng Nhạc đối với tình hình của Tống gia cũng không hiểu rõ, nhưng khi nghe Trương Vận Quốc nói mình đã ở Tống gia 5 năm, lông mày Trình Vọng Nhạc càng nhíu chặt. Vốn tưởng rằng có thể là một bước đột phá, nhưng không nghĩ tới, đây lại chỉ là một sự việc tầm thường. Ngược lại còn để cho vị đạo trưởng này xem tướng cho mình, một câu nói phá bí mật. Trình Vọng Nhạc nhíu mày, mấy thành viên tổ 17 ánh mắt đều nhìn Trình Vọng Nhạc, thần sắc toát ra vài phần xấu hổ. V-kép không nghĩ tới, tổ trưởng lại có chuyện phòng the khôn hài hòa, hừ. Nhất định là đạo trưởng này ở một bên nói bậy nói bạ. Trình Vọng Nhạc lại hỏi mấy vấn đề của Trương Vận Quốc trả lời giật cẩn thận. Cuối cùng, Trình Vọng Nhạc chỉ có thể để Trương Vận Quốc rời đi. Công ty dược phẩm Bắc Trần, Sở Trần cũng không để ý tới Trương Vận Quốc bị tổ điều tra 17 dẫn đi hỏi chuyện. Sau khi Trương Vận Quốc rời đi, Sở Trần đăng nhập vào tài khoản của Điếu Giả, gửi cho Giang Ánh Đào chuyện ba thế lực nước ngoài cùng với vị trí ẩn thân của bọn họ. Dương Thành, quán ba 21. Giang Ánh Đào đang ở trong phòng làm việc lật xem một lượng lớn tư liệu, điện thoại rung lên, tin tức người đứng sau cục đặc chiến. Giang Ánh Đào trước tiên mở ra, Đọa Ma Thiên Sứ, Huyết Chiến Sĩ, cùng với Cuồng Lang. Giang Ánh Đào thần sắc chấn động, ba người này đều là tổ chức lính đánh thuê có tiếng tăm lừng lẫy trên trường quốc tế, bọn họ cư nhiên đều ẩn núp vào Thiền Thành. Trong tình báo chúng ta nhận được, quả thật có tin tức Huyết Chiến Sĩ xuất hiện, chẳng qua, bọn họ cụ thể trốn ở nơi nào cũng không biết. Tư Đồ Tĩnh ở một bên mở miệng, tiền bối, Điếu Giả, đã tìm ra vị trí của bọn họ. Giang Ánh Đào trầm ngâm một hồi, lập tức liên lạc với người phụ trách đội đột kích, cũng không có lập tức hành động, mà là đều giám sát ba cỗ lính đánh thuê bên ngoài này. Giang Ánh Đào trong lòng càng thêm kính nể năng lực của tiền bối, Điếu Giả, tuy rằng chưa bao giờ hiện thân, thế nhưng, tiền bối, Điếu Giả, nắm giữ tình báo rõ ràng so với ba tổ điều tra bọn họ còn nhiều hơn. Nếu như không phải tiền bối, Điếu Giả, đặc biệt nhắc nhở, đến bây giờ cô vẫn chưa có cách nào tập trung nghi phạm. Tư Đồ Tĩnh thần sắc ngưng trọng, Đọa Ma Thiên Sứ, Huyết Chiến Sĩ, Cuồng Lang, hơn nữa lính đánh thuê Hắc Liêm. Chỉ riêng bốn thế lực xâm nhập vào bên ngoài, nếu thật sự hành động, Sở Trần thật sự sẽ gặp nguy hiểm. May mắn thay, họ không thể thoát khỏi mặt thần của tiền bối, Điếu Giả. Đội đột kích rất nhanh sẽ xuất phát, giám sát mấy thế lực nước ngoài này. Giang Ánh Đào nói, bên kia cô còn có phát hiện mới gì không? Người thực hiện vụ liều chết tấn công bằng xe tải lớn, trải qua xét nghiệm ADN phân tích so sánh, lại tìm được người phù hợp, là một kẻ liều mạng trà trộn ở Trung Đông. Đây chính là một thành viên của bốn tổ chức lính đánh thuê nước ngoài hiện đang ẩn núp ở Thiền Thành, nhưng hiện tại đã chết không có chứng cứ. Tư Đồ Tĩnh ngồi thẳng người, hai người Sở Trần bắt được, tôi điều động video giám sát ngày hôm đó ở quảng trường phố cổ, phát hiện có mấy người đi cùng bọn họ, nhưng mà, hiện tại mấy người kia tìm không thấy bóng dáng, bọn họ khẳng định chính là băng đảng gây ra vụ án diệt môn Hoàng Chí Ca. Sau khi lật xem lượng lớn tư liệu, Giang Ánh Đào đứng lên, không được, cứ tiếp tục như vậy, rất khó có tiến triển đột phá, chúng ta không thể một mực dựa vào tiền bối, Điếu Giả cung cấp manh mối cho chúng ta, như vậy chỉ có thể để lại ấn tượng năng lực làm việc không mạnh của chúng ta cho tiền bối, Điếu Giả. Tư Đồ Tĩnh sửng sốt một chút, chị Đào, chị muốn làm như thế nào? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Giang Ánh Đào liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, tôi quyết định, đêm nay dạ thám hoàng gia. Nghe vợ ủy, Tư Đồ Tĩnh chấn động, không được, nếu hoàng gia thật sự là người đứng sau màn, hoàng gia hiện tại nhất định là đề phòng nghiêm ngặt, chỉ xông vào như vậy rất dễ bị phát hiện, thậm chí, có nguy hiểm đến tính mạng. Giang Ánh Đào khẽ mỉm cười, tôi không phải nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp sao, huống chi, với năng lực điều tra cùng điều tra chống phá của tôi, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Tư Đồ Tĩnh suy nghĩ một chút, vậy tôi ở bên ngoài tiếp ứng chị, còn có. Vì an toàn, trước tiên phải thông báo cho một tổ đột kích, canh giữ ở gần hoàng gia, tùy thời chờ lệnh. Đang lúc Giang Ánh Đào bày mưu tính kế dạ thăm hoàng gia, Sở Trần nhận được một cuộc điện thoại mời tiệc tối. Lão gia tử Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tự mình gọi điện thoại tới. Hoàng Phủ gia tối nay bày tiệc, nguyên nhân không cần Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, Sở Trần cũng đoán được. Lão gia tử Hoàn Phủ gia 97 tuổi trong một đêm đứng lên, đây là chuyện may mắn của cả Hoàng Phủ gia, đáng chúc mừng. Sở Trần quyết định dẫn Tống Nhan cùng đi tham gia bữa tiệc tối, đương nhiên, đợi eo theo còn có Tống Thu là người phụ trách lái xe. Vào lúc hoàng hôn,
Thiên Thành, khách sạn Hoàng Đình. Từ sau khi Diệp Thiếu Hoàng bị bắt, khách sạn Hoàng Đình nơi xảy ra sự việc cũng bị niêm phong, vừa mới giải phong chưa đầy 2 ngày. So với cảnh tượng phồn hoa ngày xưa, Hoàng Đình bây giờ có thể nói là vắng như chùa Bà Đanh. Thời điểm này, Hoàng Đình đều vắng vẻ đến mức này, nếu như là tôi cũng hận Sở Trần. Dương Ồn Hổ đang ẩn núp theo dõi trong bóng tối tự nói một tiếng, những người còn lại trong điều tra tổ 15 cũng đều theo bản năng gật đầu. Trên đường đến khách sạn Hoàng Đình giám sát Diệp Thiếu Hoàng, các thành viên tổ điều tra 15 đều nghiêm túc điều tra tư liệu về Diệp Thiếu Hoàng. Ân oán giữa Diệp Thiếu Hoàng và Sở Trần thật sự không ít, thế nên đến cuối cùng, Diệp Thiếu Hoàng đều muốn mời lính đánh thuê Hắc Liêm kết thúc tính mạng Sở Trần, nếu không phải vì không có chứng cứ xác thực, Diệp Thiếu Hoàng không thể được tại ngoại. Vạn Băng Sơn nói, cầm lấy kính viễn vọng di động, nhìn chằm chằm khách sạn Hoàng Đình, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn động tĩnh bên trong. Góc độ của Vạn Băng Sơn vừa vặn có thể thấy rõ vị trí phòng làm việc của Diệp Thiếu Hoàng. Hắn tin chắc, tiền bối, điếu giả, để hắn theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, nhất định sẽ có thu hoạch. Màn đêm dần dần đến, Vạn Băng Sơn đã sớm buông kính viễn vọng xuống, một thanh niên ở tổ 15 theo dõi vào phòng làm việc của Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng nhận điện thoại, rời khỏi văn phòng. Người thanh niên mở miệng, hắn đã rời khỏi tầm nhìn của chúng ta. Chờ một lát, tất cả mọi người đều không thấy Diệp Thiếu Hoàng từ cửa khách sạn đi ra. Diệp Thiếu Hoàng không đi ra, vậy vừa rồi gọi điện thoại cho hắn là ai? Trong phòng làm việc chỉ có một mình Diệp Thiếu Hoàng, hắn không thể ra ngoài nghe điện thoại. Vạn Băng Sơn trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng lại trên người Dương Ôn Hổ, cậu nghĩ cách, trà trộn vào khách sạn Hoàng Đình. Tìm được Diệp Thiếu Hoàng, tôi không cho phép hắn biến mất trong tầm mắt của tổ điều tra 15. Giao cho tôi, là một thành viên của tổ điều tra cục đặc chiến, loại nhiệm vụ này có thể nói là vô cùng đơn giản. Khách sạn Hoàng Đình, một phòng riêng bên trong. Diệp Thiếu Hoàng đẩy cửa tiến vào, trong phòng có 3 người ngồi, 2 gương mặt phương Tây, khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn giống như không có một chút máu, còn có một người đứng ở phía sau 2 người, thấy Diệp Thiếu Hoàng đi vào. Khuôn mặt người này mỉm cười đi lên phía trước, Diệp Thiếu gia, hân hạnh gặp ngài. Nhiệm vụ chính của người đàn ông này là dịch thuật. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng rơi vào trên người 2 người còn lại, đây là 2 sát thần khét tiếng giới lính đánh thuê. Linh hồn của lính đánh thuê Hắc Liêm. Không ai biết tên thật của họ, chỉ biết một trong số họ có mật danh là Tia Chớp, một người có mật danh là Báo Biển. Có thể nói, lính đánh thuê Hắc Liêm nổi tiếng ở Trung Đông, một nửa công là do Tia Chớp và Bao Biển. Lần này 2 sát thần cùng đến Thiền Thành, có thể thấy được trình độ quan trọng của lính đánh thuê Hắc Liêm đối với hành động này. Diệp Thiếu Hoàng hiểu được mục tiêu của lính đánh thuê Hắc Liêm rất rõ ràng. Thứ nhất, Thiên Cơ Huyền Đồ, một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc, giá trị vô giá, đối với những kẻ liều mạng này mà nói, không có lực hấp dẫn nào lớn hơn. Thứ hai, đòi lại sân cho thất bại cuối cùng của lính đánh thuê Hắc Liêm. Lính đánh thuê Hắc Liêm chưa bao giờ gặp phải thất bại thảm hại như vậy. Anh nói cho chúng tôi, hành động của Monia đã thất bại như thế nào? Báo Biển, trầm giọng hỏi, thông qua phiên dịch truyền đạt cho Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng nói ra hết sự tình. Tôi cho tới bây giờ cũng nghĩ không ra, rõ ràng kế hoạch không chê vào đâu được, vì sao chúng tôi lại thua đến sụp đổ. Diệp Thiếu Hoàng phẫn nộ không cam lòng vỗ vào mặt bàn. Hắc Liêm sẽ không phạm sai lầm tương tự 2 lần. Tại thời điểm này, Tia Chớp nói cuộc gặp mặt tối nay, chúng tôi cần phải có được một số thông tin về mục tiêu từ bàn tay của anh, cùng với sự thất bại của hành động cuối cùng. Không khí trong phòng dường như giảm xuống. Diệp Thiếu Hoàng cố gắng kìm chế bất an, trầm giọng mở miệng, muốn lấy tư liệu của Sở Trần rất đơn giản. Về phần hành động lần trước, ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng xuất hiện vẻ sắc bén, tôi hoài nghi bên cạnh tôi xuất hiện gián điệp, tiết lộ tình báo hành động của tôi trước, mới khiến tôi trực tiếp rơi vào cục diện bị động. Cuối cùng cảnh sát như thần binh trời giáng vọt vào. Tia Chớp và Báo Biển nghe thấy phiên dịch xong, tầm mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng hỏi, từ đêm qua đến giờ, ngoại trừ tôi ra, có ai liên lạc với các người không? Rất nhanh, Diệp Thiếu Hoàng đã nhận được đáp án, không có. Vậy thì có chút thú vị. Diệp Thiếu Hoàng lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng, lập tức đứng lên, mời đi theo tôi một chuyến, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, hành động của lính đánh thuê Hắc Liêm. Vì sao lại thất bại, hơn nữa còn là thảm bại chưa từng có. Diệp Thiếu Hoàng dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, cất bước đi ra ngoài, đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, Đông Tử, gặp ở chỗ cũ, tôi có việc muốn nói chuyện với cậu. Sau khi cúp điện thoại,
Sâu trong mắt Diệp Thiếu Hoàng quét qua một đạo hàn sắc điên cuồng, đông tử, tôi cũng không hy vọng là cậu, nhưng nếu thật sự là cậu, rất tiếc, có lẽ ngày mai cậu sẽ không thấy mặt trời. Diệp Thiếu Hoàng dẫn theo tia chớp và báo biển cùng với phiên dịch trực tiếp đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm. Khách sạn Hoàng Đình, trên lối đi, Dương Ôn Hổ cải trang thành công nhân vệ sinh nhanh chóng truyền đạt tin tức cho Vạn Băng Sơn. Mục tiêu đi tới tầng hầm, bốn người, hẳn là muốn đi ra ngoài. Tinh thần Vạn Băng Sơn chấn động, rất tốt, chúng ta đuổi theo, cậu thừa dịp mục tiêu đi ra ngoài, tiến vào phòng làm việc của hắn lục soát một chút, xem có phát hiện hay không. Lúc này, Diệp Thiếu Hoàng đã lái xe rời khỏi khách sạn Hoàng Đình. Ra ngoài, thành viên tổ điều tra 15 đã sớm chờ lệnh lập tức mở miệng, vừa định đuổi theo đã bị Vạn Băng Sơn ngăn lại, trong xe chỉ có một mình Diệp Thiếu Hoàng, tình báo Dương Ôn Hổ đưa cho chúng ta là bốn người cùng đi, đợi lát nữa. Khuôn mặt Vạn Băng Sơn bình tĩnh, nội tâm vô cùng hưng phấn. Hành động của Diệp Thiếu Hoàng càng khác thường thì càng chứng minh có quỷ. Ước chừng 2 phút sau, một chiếc xe màu đen bình thường mới từ từ chạy ra, cùng một hướng với Diệp Thiếu Hoàng. Cọp sổng chuồng rồi, khuôn mặt Vạn Băng Sơn toát ra tươi cười, vung tay lên, đuổi theo. Xe màu đen bình thường, lái xe là phiên dịch của lính đánh thuê Hắc Liêm, họ Hàn tên Kiến. Hàn Kiến vừa lái xe, vừa duy trì liên lạc mật thiết với Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng nói, điểm đến của chúng ta là một quán bar. Hàn Kiến nói, đây cũng là nơi hắn và người hắn hoài nghi kia thường xuyên tới, hẹn đối phương đến nơi này, đối phương sẽ không nghi ngờ. Báo biển, gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt toát ra một tia máu lạnh, sau khi diệt trừ nội gián, hành động của chúng ta mới có thể thuận lợi tiến hành. Nếu là tên này, tôi sẽ không để hắn chết quá thoải mái. Giữa hai hàng lông mày của tia chớp, tràn đầy sát khí, chậm rãi nói, Monia chính là hắn hại chết. Sự tồn tại của Thiên Võng Điện, khiến Trung Quốc trở thành cấm địa của lính đánh thuê, nhưng chúng ta nhận được tin tức, Đọa Ma Thiên Sứ, Huyết Chiến Sĩ cùng Cuồng Lang đều đã lẻn vào thiền thành. Báo biển, nở nụ cười, hiện tại ánh mắt mọi người đều ở trên người Sở Trần, Thiên Võng Điện cũng không phải thần, chỉ cần chúng ta bày mưu tính kế thích hợp, vùng cấm địa lính đánh thuê này sẽ trở thành thiên đường của lính đánh thuê. Tôi rất mong chờ, Hàn Kiến cũng cười theo, tối nay lập tức bắt đầu hạng mục du ngoạn đầu tiên của chúng ta, thật sự quá khiến người ta hưng phấn. 8 giờ tối, trước cửa quán Ba Lưu Kim, xe của Vinh Đông chậm rãi dừng trước cửa quán Ba Lưu Kim. Sau khi nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Hoàng, hắn không nghĩ nhiều, liền buông công việc trong tay xuống. Nửa đường Vinh Đông còn thử gọi điện thoại cho Tiền Bộ Thiệu, không có kết nối. Vinh Thiếu, Diệp Thiếu đã ở bên trong chờ anh. Người quản lý quán ba bước tới. Vinh Đông đẩy cửa phòng ra, khuôn mặt nở nụ cười. Diệp đại ca, sao tối nay lại ra ngoài sớm như vậy? Trong tay Diệp Thiếu Hoàng cầm một chai rượu, cười tủm tỉm nhìn Vinh Đông, có một số việc nghĩ mãi không ra, có chút đau đầu, cho nên muốn tìm cậu ra nói chuyện. Vinh Đông tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Hoàng, cũng tiện tay mở một chai rượu. Diệp đại ca, anh nói đi, chuyện gì? Về chuyện lính đánh thuê Hắc Liêm, đúng rồi, Đông Tử, cậu đã liên lạc với bọn họ chưa? Diệp Thiếu Hoàng thuận miệng hỏi. Vinh Đông sửng sốt, lập tức mở miệng nói, tình thế hiện tại, Tiền Thiếu bảo chúng ta chờ buổi tối mai xem kịch hay, cho nên tôi tạm thời chưa liên lạc với lính đánh thuê Hắc Liêm, tôi dự định chờ sau buổi tối ngày mai, sẽ liên lạc. Diệp Thiếu Hoàng gật đầu. Diệp đại ca sao vậy? Vinh Đông theo bản năng hỏi. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thiếu Hoàng hôm nay có chút kỳ quái. Tôi đã liên lạc rồi. Diệp Thiếu Hoàng thản nhiên nói, nhưng mà, bởi vì lần trước xảy ra chuyện, bọn họ đã không tin tôi. Trừ phi, Diệp Thiếu Hoàng nhìn Vinh Đông, gằn từng chữ nói, trừ phi tôi có thể tìm ra nguyên nhân xảy ra chuyện lần trước. Vinh Đông nhíu mày, thất bại lần trước, vậy có thể trách được ai? Là bọn họ bị theo dõi, Diệp đại ca còn bởi vậy mà bị bắt, bọn họ cư nhiên còn không tin anh, quá đáng rồi. Vào thời điểm đó, cậu cũng có mặt. Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên nhìn chằm chằm Vinh Đông, giọng nói đột nhiên sắc bén lên, vì sao cậu không sao? Vinh Đông bị giọng nói đột nhiên tăng lên của Diệp Thiếu Hoàng hoảng sợ, lập tức mở to hai mắt, Diệp đại ca, anh có phải hoài nghi tôi không? Vinh Đông bật cười, ân oán của tôi và Sở Trần từ đâu có, Diệp đại ca so với An cũng hiểu rõ hơn, anh cảm thấy tôi sẽ trợ giúp Sở Trần, bán đứng Diệp đại ca sao? Vinh Đông hít sâu một hơi, chợt mở miệng, lúc Diệp đại ca bị dẫn đi, tôi cũng được dẫn đi thẩm vấn. Chỉ là, tôi một mực khẳng định tôi tới Hoàng Đình tìm anh uống rượu, cái gì khác cũng không biết, bọn họ liền thả tôi ra.
trong lúc này, người nhà tôi còn tốn không ít tâm tư đi thu xếp, Diệp Thiếu Hoàng trầm tư. Lúc này, cửa lớn phòng riêng rầm một tiếng bị đẩy ra. Tia chớp và báo biển đi vào, theo sau là phiên dịch Hàn Kiến. Thăm dò ngươi như vậy, thật sự quá lãng phí thời gian. Trong tay tia chớp, cầm theo một quyển sổ tay, đợi eo tới đối diện hai người ngồi xuống, đồng thời đặt quyển sổ ghi chép trên mặt bàn, vần là để cho tôi đi. Hàn Kiến đồng bộ dịch, Vinh Đông trầm mặt, đứng lên, hai người đây là có ý gì? Đông tử, để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Diệp Thiếu Hoàng nói, hai vị này là vua lính đánh thuê tia chớp, và báo biển, đến từ lính đánh thuê Hắc Liêm. Mục đích lần này bọn họ tới Thiền Thành rất đơn giản, thứ nhất, giết Sở Trần, lấy thiên cơ huyền đồ, thứ hai, vì lần thất bại trước đó mà đòi một lời giải thích, không thể để Monia chết không rõ ràng. Báo biển, đi thẳng đến trước mặt Vinh Đông, giơ tay lên, anh bạn. Vinh Đông tuy rằng nghe không hiểu, nhưng lại hiểu được động tác chân tay của báo biển, ánh mắt mang theo tức giận, các người có ý gì? Ba một cái, một bàn tay nặng nề rơi trên vai Vinh Đông trực tiếp ngã trên sofa. Còn không cần, báo biển, mở miệng, Hàn Kiến cũng đã nói, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, giết người đối với bọn họ mà nói, cùng dẫm chết một con kiến không có gì khác, nếu cậu thức thời thì ngoan ngoãn phối hợp đi, giao điện thoại ra trước đi. Vinh Đông cố nén đau nhức trên vai, ánh mắt mang theo vài phần sự hãi nhìn thoáng qua, báo biển, đang đứng bên cạnh, thứ liều mạng này thật sự có thể chỉ vài phút liền chấm dứt cái mạng nhỏ này của hắn. Vinh Đông không dám chần chờ, vội vàng lấy điện thoại ra, đưa cho, báo biển. Đồng thời, Vinh Đông mừng thầm, từ sau khi làm nội ứng, hắn đã sớm có giác ngộ này, sẽ bị người hoài nghi, cho nên, số điện thoại của Sở Trần hắn đều nhớ kỹ, mỗi một lần liên lạc với Sở Trần, Vinh Đông đều sẽ xóa hết tất cả tin nhắn trong điện thoại. Bảo đảm rằng không có sai sót, báo biển, sau khi nhận lấy điện thoại di động, ánh mắt nhìn thoáng qua Vinh Đông. Vinh Đông lập tức mở miệng, kiên nhẫn chơi đùa đột ngột. Trình độ ngoại ngữ hắn vẫn có. Báo biển, đưa điện thoại cho phiên dịch viên Hàn Kiến. Hàn Kiến lật xem một hồi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Hoàng. Nếu anh ta là nội gián, người liên lạc của anh ta sẽ là ai? Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng cũng đứng lên, nhìn Vinh Đông, Đông Tử. Nếu không phải cậu phản bội chúng tôi, cũng không sợ chúng tôi điều tra. Như vậy mọi người đều yên tâm. Vinh Đông không hề gì, điều tra đi. Diệp Thiếu Hoàng đi tới bên cạnh Hàn Kiến. Hai người lật điện thoại của Vinh Đông, không phát hiện ra gì. Diệp đại ca, tôi không hiểu tại sao anh lại nghi ngờ tôi. Vinh Đông nói, ân oán giữa tôi và Sở Trần, không ít hơn anh. Diệp Thiếu Hoàng vừa định đưa điện thoại lại cho Vinh Đông, lúc này, báo biển, đã đưa tay nhận điện thoại, lấy thẻ điện thoại ra, đưa cho tia chớp, để đảm bảo không có sơ hở, vẫn nên để tia chớp, khôi phục số liệu một chút đi, nếu có nội dung đã xóa, tia chớp, có thể tìm ra bọn họ. Khi Hàn Kiến dịch những lời này, khuôn mặt Vinh Đông hơi thay đổi. Bên ngoài quán ba Lưu Kim, Dương Ồn Hổ cũng chạy tới. Nhiệm vụ mới của cậu, hợp tác với Tiểu Ngọc, tiến vào quán ba, hiện tại trong khoảng thời gian này người ở quán ba còn rất ít, hai người hành động không tiện, ngàn vạn lần không thể bại lộ hành tung, chúng ta chủ yếu là theo dõi Diệp Thiếu Hoàng là đủ rồi. Vạn Băng Sơn hạ lệnh, trầm giọng mở miệng. Hắn kết luận, mặc dù thiên cơ huyền đồ nằm trong tay Diệp Thiếu Hoàng, Diệp Thiếu Hoàng cũng không thể mang ra vào lúc này. Lúc đám người tia chớp xuống xe, Vạn Băng Sơn xa xa nhìn thấy đường nét khuôn mặt của bọn họ, biết bọn họ đến từ nước ngoài. Có lẽ, họ là những người mua mạng sống. Vạn Băng Sơn trầm giọng mở miệng nói, bọn họ rất có khả năng là đang thương nghị đối phó Sở Trần như thế nào. Bởi vì chỉ có sau khi đánh chết Sở Trần, mới có thể giao dịch thiên cơ huyền đồ. Vừa rồi đi vào chính là thái tử gia của tập đoàn Vinh Thị. Tên là Vinh Đông. Một thanh niên ở một bên nói, không ngoài dự liệu, tôi điều tra tư liệu của hắn, hắn cùng Sở Trần có thủ án không nhỏ. Đôi mắt Vạn Băng Sơn lướt qua một đạo hàn quang, có lẽ lúc trước chúng ta đều đoán sai một chút, dùng thiên cơ huyền đồ mua một mạng Sở Trần, chưa chắc là một người, mà là một băng đảng nhằm vào Sở Trần, thù hận Sở Trần. Khuôn mặt Dương Ôn Hổ toát ra chờ mong, tổ trưởng, chúng ta càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Tiểu Ngọc khoác tay Dương Ôn Hổ, chúng ta đi thôi. Hai người muốn cải trang thành một đôi tình nhân. Đối với tổ điều tra cục đặc chiến mà nói, loại thao tác này cũng là thao tác thông thường, việc quen dễ làm. Nhìn hai người Dương Ôn Hổ đi vào quán bar, Vạn Băng Sơn cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua mấy cuộc gọi nhớ kia. Trình Vọng Nhạc đến từ tổ điều tra 17. Khứu giác của Trình Vọng Nhạc đích xác không tệ,
hắn có lẽ đã đoán được lúc này chúng ta rời khỏi khách sạn, không dám sát Sở Trần nữa, là bởi vì có phát hiện khác, đáng tiếc a, phần tình báo này, tôi làm sao có thể cùng hắn chia sẻ. Khóe miệng Vạn Băng Sơn khẽ nhếch lên, tiền bối, điếu giả, đối với tôi chiếu cố, làm sao có thể chia sẻ cho người khác. Vạn Băng Sơn ngồi trong xe, chờ tin tức, giờ phút này trong phòng riêng, sắc mặt Vinh Đông hơi biến hóa một chút, lại khôi phục trấn định, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn hướng cửa phòng. Trong lòng cũng có tính toán, tình huống nếu như không đúng, liều mạng cũng phải chạy ra ngoài. Tia chớp lắp thẻ điện thoại vào đầu đọc thẻ, lắp vào một bên máy tính xách tay. Hai tay đang vỗ bàn phím rất nhanh, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến cực điểm, chỉ nghe thấy tiếng hai tay vỗ bàn phím máy tính của Tơ La chớp. Khoảng 10 phút trôi qua, tia chớp đột nhiên vỗ mạnh máy tính xách tay, ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Đông, nhếch miệng cười, vô cùng khiếp người. Khuôn mặt của Vinh Đông không khỏi thay đổi mạnh mẽ. Lúc này, tia chớp gật đầu, ý bảo Diệp Thiếu Hoàng tới. Bầu không khí bị áp lực đến cực hạn. Khi Diệp Thiếu Hoàng đi tới trước mặt quyển sổ ghi chép, hai chân Vinh Đông đều phát run, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Vinh Đông theo bản năng lại liếc mắt nhìn hướng cửa phòng, giờ phút này, báo biển không biết từ lúc nào đã đứng gần cửa phòng, hai tay ôm vai, nhìn Vinh Đông, ánh mắt lạnh như băng. Trong đầu hồi tưởng lại một cái tát nặng nề vừa rồi báo biển đặt trên vai, trong lòng Vinh Đông càng thêm trầm thấp đến cực hạn. Xong rồi, sắc mặt Vinh Đông dần dần phai nhạt, một lúc lâu sau, Vinh Đông hít sâu một hơi, cố gắng trấn định bản thân, không đúng, nói không chừng là bọn họ cố ý hù dọa mình mà thôi. Diệp đại ca, Vinh Đông cẩn thận hô một tiếng. Diệp Thiếu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Vinh Đông. Đột nhiên, thứ trong tay Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên ném về phía Vinh Đông. Đồng thời kèm theo một tiếng chửi bới. Leng keng, chai thủy tinh nặng nề đập vào đầu Vinh Đông, thân thể Vinh Đông cũng ầm ầm ngã xuống đất. Diệp đại ca, Vinh Đông hoảng hốt đứng lên, cảm giác được đầu truyền đến đau nhức, có dòng nhiệt chảy ra, máu chảy theo tóc xuống khuôn mặt Vinh Đông đại biến, che đầu mình lại, giãy giụa muốn đứng lên, Diệp đại ca, đây khẳng định có hiểu lầm, ầm. Diệp Thiếu Hoàng lại một cước hung hăng đạp ra ngoài, Vinh Đông lại lảo đảo ngã xuống đất. Hiểu lầm, gân xanh trên trán Diệp Thiếu Hoàng bạo phát, vô cùng phẫn nộ xông lên, kéo cổ áo Vinh Đông lên, hét lớn, cậu là tên khốn kiếp. Tôi đối với cậu tín nhiệm như vậy, cậu cư nhiên bán đứng tôi. Cậu thế nhưng lại phản bội lão tử. Diệp Thiếu Hoàng đấm đá, thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Vinh Đông. Không quá vài phút, Vinh Đông liền cuộn mình trên mặt đất, không cách nào mở miệng nói chuyện. Lúc này, Diệp Thiếu Hoàng mới dần dần giải tỏa giận dữ, lau vết máu dính trên quần áo Vinh Đông. Khó trách sau khi tôi xảy ra chuyện, cậu không có chuyện gì, khó trách cậu lại chủ động xin liên lạc với lính đánh thuê Hắc Liêm. Khó trách cậu vẫn luôn thăm dò cái gì đỏ, thì ra cậu đã sớm trở thành tay sai của Sở Trần. Cả người Vinh Đông đều bị choáng váng, đầu óc vẫn luôn ong ong, thân thể cuộn mình, cả người đều truyền đến đau nhức khiến hắn sắp hôn mê. Thật lâu sau, hai mắt Vinh Đông dùng sức mở ra một chút, nhìn Diệp Thiếu Hoàng, anh biết, tin tưởng và ngưỡng mộ là gì. Vinh Đông nhếch miệng cười, tôi sống vô ích 17 năm, chỉ có sau khi thật sự vì Sở Thiếu làm việc, tôi mới biết được ý nghĩa sống. Vinh Đông cố gắng để mình ngồi dậy, dựa vào vách tường lạnh lẽo. Hắn biết đêm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, nhưng chết, hắn cũng muốn chết có thể diện một chút. Tầm mắt Vinh Đông đều có chút mơ hồ, nhìn mấy người trong phòng đều là hình ảnh đôi. 17 năm, cuộc sống của cậu sẽ kết thúc trong năm thứ 17. Diệp Thiếu Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vinh Đông, đây chính là hậu quả của việc làm việc cho Sở Trần. Có tia chớp và báo biển ở đây, Diệp Thiếu Hoàng rất rõ. Lính đánh thuê Hắc Liêm chính là vì báo thù mà đến, Vinh Đông, sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Báo biển chậm rãi đi về phía Vinh Đông. Nếu tôi đã chọn, tôi sẽ không hối tiếc. Vinh Đông nhắm mắt lại, trong lòng quả thật còn có một tiếc nuối, đó chính là không có cơ hội, thực hiện một màn hắn nằm mơ cũng muốn diễn. Lúc tất cả mọi người xa lưới, hắn có thể đứng lên, nói với bọn tội phạm một câu, xin lỗi, tôi là nội ứng. Đây chính là ước muốn của Vinh Đông. Không có cơ hội thực hiện, một tiếng ba vang lên, tia chớp nói một câu, Hàn Kiến lập tức phiên dịch tới, bảo hắn gọi điện thoại. Lúc này, thần sắc báo biển và Diệp Thiếu Hoàng cũng nghi hoặc, nhìn tia chớp. Tia chớp khuôn mặt mỉm cười chỉ vào Vinh Đông, mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể dùng tên này dẫn Sở Trần tới, cùng nhau giải quyết hết. Nghe vậy, đôi mắt của báo biển sáng lên, Diệp Thiếu Hoàng cũng hiểu ý của Tơ La chớp, nhìn Vinh Đông, gọi điện thoại cho Sở Trần đi.
nói cho hắn biết, cậu ở đây chờ hắn, điều tra được tin tức về thiên cơ huyền đồ, nếu cậu lừa Sở Trần tới nơi này, chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Lừa Sở Trần qua đây, Vinh Đông không để ý tới lời Diệp Thiếu Hoàng nói, nhắm mắt lại. Chính cậu không quý trọng sinh mạng, cũng phải suy nghĩ cho cha mẹ cậu a, tập đoàn Vinh Thị, nhưng chỉ có một thái tử gia như cậu. Diệp Thiếu Hoàng cười lạnh, sải bước đi tới, trên máy tính của tia chớp, có số điện thoại phục hồi, thẻ điện thoại di động của Vinh Đông đã được lắp lại trên điện thoại của hắn. Diệp Thiếu Hoàng cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Sở Trần, ấn rảnh tay, đặt trước mặt Vinh Đông. Cơ hội chỉ có một lần, tự cậu phải nắm thật tốt. Điện thoại được kết nối nhanh chóng. Vinh Đông, thanh âm của Sở Trần. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Vinh Đông. Môi Vinh Đông run rẩy, nhìn điện thoại. Đầu dây bên kia, Sở Trần đã đi tới Hoàng Phủ ra. Khi chuông điện thoại di động vang lên, Sở Trần đều cảm thấy có chút bất ngờ. Vinh Đông rất ít khi gọi điện thoại cho anh, đại đa số đều là nhắn tin liên lạc với anh. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia không có truyền ra âm thanh gì. Sở Trần nhất thời sinh ra một cảm giác không ổn, nhịn không được lại hô một tiếng, Vinh Đông. Quán ba, Vinh Đông cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Hoàng, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua tia chớp báo biển trực tiếp làm ra một động tác cắt cổ cho Vinh Đông, ý tứ rất hiển nhiên, nếu Vinh Đông dám nói lung tung, chỉ có một con đường chết. Sở Thiếu, tay Vinh Đông run rẩy cầm lấy điện thoại di động, trong khoảng thời gian này đi theo anh làm việc, tôi, rất vui. Sở Trần nhíu mày, anh nhận ra, phía Vinh Đông có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Vinh Đông chưa bao giờ nói những lời như vậy với anh. Sau khi Vinh Đông dừng một chút, thanh âm lại vang lên, khi là gián điệp cho anh, phước đức ba đời. Dứt lời, Vinh Đông đột nhiên đập điện thoại về phía vách tường xa xa, sau đó dùng hết khí lực đứng lên, giống lên với báo biển tia chớp, hai tròng mắt mở to, thắt lưng thẳng tắp, dùng hết sức lực, đến đây. Đến đây, đen đây, giờ khắc này. Vinh Đông cảm giác cả người mình đều tràn ngập sức lực. Sinh mạng 17 năm có lẽ có chút tiếc hận, thế nhưng, Vinh Đông phát hiện, mình thế nhưng tuyệt không sợ hãi. Ngay cả chính Vinh Đông cũng không ngờ mình có thể làm ra hành động này. Ngay trong nháy mắt này, Vinh Đông cảm giác, cho dù không hoàn thành ước mơ, cũng không sao cả, không có tiếc nuối, ít nhất hiện tại, hắn đứng, giống giận hai tên liều mạng đến từ lính đánh thuê Hắc Liêm, cũng không mang theo sợ hãi. Diệp Thiếu Hoàng phục hồi tinh thần, vô cùng phẫn nộ, xông lên, lại một lần nữa đánh Vinh Đông ngã xuống. Hàn Kiến vẫn luôn đồng bộ kể lại lời Vinh Đông nói với Sở Trần, lúc này, thần sắc báo biển phẫn nộ, sải bước đi lên, hai tay nhấc Vinh Đông lên, muốn trực tiếp ném chết Vinh Đông. Đợi chút, tia chớp quát báo biển, đi qua nhặt điện thoại rơi xuống đất. Điện thoại đã bị vỡ từ lâu, ở trạng thái màn hình đen. Tia chớp nhẹ nhàng tháo thẻ điện thoại ra. Dùng một điện thoại di động khác cài vào, sau đó lại nhận điện thoại của Sở Trần. Sở Trần, người của anh đang ở trong tay tôi. Tia chớp mở miệng, lúc này Sở Trần đã đi ra khỏi cửa Hoàng Phủ ra, phía sau Tống Thu đi theo anh, Tống Thu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sở Trần. Sở Trần đồng thời nghe điện thoại, xua tay ý bảo Tống Thu đi lái xe. Người đang nói về cái quái gì vậy? Để người có thể nói chuyện đến nói chuyện với tôi. Sở Trần tỏ vẻ nghe không hiểu lời tia chớp. Sở Trần. Thanh âm của tôi hẳn là không xa lạ. Diệp Thiếu Hoàng cầm lấy điện thoại, mở miệng nói chuyện, giọng nói mang theo vài phần trào phúng, anh có vài phần bản lĩnh, cư nhiên có thể xúi dục Vinh Đông, để hắn làm việc cho anh, còn quyết một lòng như vậy. Đáng tiếc a, cũng không biết anh có nhặt xác cho hắn hay không. Sở Trần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng, Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông đâu? Để tôi nói với cậu ấy hai câu, nếu anh còn muốn nói hai câu với Vinh Đông. Vậy thì nói thẳng với cậu ta đi. Diệp Thiếu Hoàng nói, quán ba Lưu Kim, đúng rồi, Hữu Nghị nhắc nhở anh một câu, hiện tại trong quán ba đều là lính đánh thuê giết người không chớp mắt, nếu anh báo cảnh sát, rầm rộ tới, tôi không dám bảo đảm, quán ba có thể máu chảy thành sông hay không. Tôi hiện tại đang ở Dương Thành, không đến nhanh được như vậy. Sở Trần trầm giọng mở miệng, lúc này Tống Thu đã lái xe tới, Sở Trần sau khi lên xe nói với Tống Thu một tiếng, quán ba Lưu KLM. Quán ba Lưu Kim là một quán ba quy mô rất lớn ở Thiền Thành, Tống Thu cũng không ít lần đi, tự nhiên rất quen thuộc, cũng không hỏi nhiều, lập tức đạp mạnh chân ga xông ra ngoài. Yên tâm, chúng tôi có thể đợi cho anh. Diệp Thiếu Hoàng nói, nhưng, tôi không thể bảo đảm, Vinh Đông có thể đợi được anh tới hay không, cho nên, anh tới càng sớm càng tốt. Diệp Thiếu Hoàng nói xong,
lập tức cúp điện thoại, nói với tia chớp, Sở Trần tới rồi. Nhưng, hắn từ Dương Thành tới đây, tốc độ nhanh nhất đi tới quán Ba Lưu Kim, ít nhất cũng phải một tiếng. Tia chớp mỉm cười, đây thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, không ngờ, tác dụng của mồi nhử này còn rất lớn. Vậy đêm nay, tiễn Sở Trần lên đường, ánh mắt báo biển đẫm máu, sát khí đằng đằng. Bên trong xe, Sở Trần thúc giục Tống Thu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khách sạn Lưu Kim, đồng thời, Sở Trần đăng nhập vào tài khoản, điếu giả, lập tức gửi tin nhắn cho Vạn Băng Sơn. Bên ngoài quán bar, điện thoại của Vạn Băng Sơn đột nhiên rung, lấy ra nhìn thoáng qua, thân thể lập tức ngồi thẳng, tiền bối, điếu giả, lại biết tôi đang ở quán bar Lưu Kim. Rất nhanh, thần sắc Vạn Băng Sơn ngưng trọng lại, tiền bối, điếu giả, gửi tin tức cực nhanh, nói cho Vạn Băng Sơn, Sở Trần báo cảnh sát, quán bar Lưu Kim, có người bắt cóc Vinh Đông, ép Sở Trần đi tới quán bar Lưu Kim, Sở Trần hiện tại đang trên đường đi tới quán bar Lưu Kim. Tiền bối, điếu giả, nhấn mạnh, yêu cầu tổ điều tra 15 phải đảm bảo an toàn tính mạng của Vinh Đông. Vạn Băng Sơn nhìn nhìn, cũng có chút bối rối. Sở Trần và Vinh Đông không phải là kẻ thù sao? Muốn áp chế Vinh Đông lại ép Sở Trần theo sự chi phối. Đây là thao tác thần tiên gì? Nhưng mà, mệnh lệnh của tiền bối, điếu giả, Vạn Băng Sơn không dám nghi ngờ, lập tức trả lời tin tức, đã rõ. Sở Trần thở phào nhẹ nhõm. May mắn hôm nay mình đột nhiên quyết định để tổ điều tra 15 đi theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, như vậy trời xui đất khiến, anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất an bài người tới gần quán Ba Lưu Kim. Năng lực của thành viên cục đặc chiến, Sở Trần tin tưởng. Anh rể, xảy ra chuyện gì? Tống Thu rốt cục tìm được cơ hội đến hỏi. Sau khi anh rể nhận điện thoại liền vội vàng chạy đi, thậm chí, anh rể tựa hồ quên mất, chỉ còn ở Hoàng Phủ Gia. Diệp Thiếu Hoàng cấu kết lính đánh thuê Hắc Liêm. Bắt cóc Vinh Đông, nếu tôi không đi qua, bọn họ sẽ giết Vinh Đông. Sở Trần mở miệng, nghe vậy, trong đầu Tống Thu trong nháy mắt toát ra vô số dấu chấm hỏi, Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông, Sở Trần. Mối quan hệ giữa ba người này, Tống Thu cảm giác bởi vì câu nói này của anh rể, đột nhiên trở nên phức tạp. Vinh Đông là người của tôi. Sở Trần mở miệng, đồng thời một mực lưu ý tin tức trên điện thoại di động. Hy vọng Vinh Đông không sao. Tống Thu kinh ngạc đến ngây người. Những lời này của Sở Trần bại lộ không ít thông tin. Vinh Đông lại là người của anh rể. Mặc dù biết Vinh Đông là người của anh rể, Diệp Thiếu Hoàng hẳn cũng không dám quá đáng, nhiều nhất cũng chỉ đánh một trận, sao hắn dám giết người. Tống Thu nói, bên cạnh Diệp Thiếu Hoàng có người của lính đánh thuê Hắc Liêm. Thần sắc Sở Trần ngưng trọng, đám người liều mạng này, coi mạng người như cỏ rác, tuyệt đối sẽ không để ý đến sống chết của Vinh Đông, nếu như không phải vì lấy Vinh Đông ra uy hiếp anh. Dẫn anh đi đến quán Ba Lưu Kim, Vinh Đông chỉ sợ đã sớm bị giết chết. Vừa rồi điện thoại kia, Sở Trần đại khái cũng có thể đoán được. Nếu như Vinh Đông lấy cớ khác lừa gạt anh đi qua, có khả năng sẽ thành công, nếu mình không hề đề phòng đến quán Ba Lưu Kim, nói không chừng sẽ trực tiếp bị bắn chết. Nhưng Vinh Đông không lựa chọn thỏa hiệp, là gián điệp cho anh, phước đức ba đời. Vinh Đông đã hoàn toàn đặt mình thay vào vai người gián điệp, cho dù cuối cùng đối mặt với sống chết. Vinh Đông cũng dứt khoát lựa chọn. Điều này ngược lại khiến ấn tượng trong lòng Sở Trần đối với Vinh Đông hoàn toàn thay đổi. Suy nghĩ một hồi, Sở Trần vẫn không nhịn được, dùng tài khoản, điếu giả, thăm dò Vạn Băng Sơn tình hình bên trong quán bar. Vạn Băng Sơn thấy tiền bối, điếu giả, lại coi trọng chuyện này như vậy, lúc này lại càng nâng cao tinh thần, có hai điều tra viên lấy thân phận tình nhân tiến vào quán bar, tạm thời chưa có tin tức cụ thể, từ bên ngoài nhìn qua, tất cả đều rất yên tĩnh. Sở Trần trầm ngâm một hồi, gửi tin nhắn cho Giang Ánh Đào, hôm nay anh gửi cho Giang Ánh Đào vị trí của ba thế lực bên ngoài Thiền Thành, Giang Ánh Đào hẳn là sẽ có bố trí. Quả nhiên, tốc độ Giang Ánh Đào trả lời tin tức rất nhanh, mỗi một thế lực ở nước ngoài đều có một tổ đột kích vũ trang ít nhất 20 người âm thầm giám sát chờ lệnh, nếu có mệnh lệnh, có thể tùy thời hành động. Nói như vậy, Thiền Thành hiện tại có ba đội đột kích đang chờ lệnh. Sở Trần nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Đêm dài đằng đẵng, các thành viên đội đột kích phỏng chừng cũng muốn khởi động rồi. Sở Trần lấy thân phận, điếu giả, hỏi Giang Ánh Đào phương thức liên lạc của ba đội trưởng đội đột kích, trực tiếp ở phía sau đài cục đặc chiến gửi một tin nhắn, chỉ có bốn chữ chuẩn bị trước chiến. Cả ba đội trưởng biệt kích đều trả lời trong vòng một phút. Tiếu Phong là tổ trưởng tổ 9 tổ đột kích cục đặc chiến, hắn từng tham gia hoạt động đột kích ở bến tàu Thiên Bằng. Lúc đó dẫn đầu thành viên tổ đột kích phá thành công hoạt động tội phạm buôn lậu trên biển do tập đoàn Thiên Nghiệp hợp tác với thủy sản Dương Thị.
hắn đang phụ trách theo dõi, là lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Cuối cùng cũng phải động thủ a. Tiếu Phong đứng lên, mọi người nghe đây, sửa sang lại trang bị của mình, chúng ta sắp hành động. Tiếu Phong liếc mắt nhìn một tòa kiến trúc xa xa, lính đánh thuê huyết chiến sĩ, liền ẩn núp ở nơi đó. Không kiêng nể gì tiến vào Trung Quốc như vậy, khi cục đặc chiến của Trung Quốc ta ngồi không sao. Tiếu Phong xoa tay, đã không thể chờ đợi được, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, Tiếu Phong quả thật tuyệt đối không nghĩ tới, hành động lúc này, trực tiếp hạ mệnh lệnh, dĩ nhiên sẽ là tiền bối đến từ Thiên Võng Điện, biệt danh, Điếu Giả. Các anh em, tối nay chúng ta phải biểu hiện thật tốt. Tiếu Phong mỉm cười, tuy nhiên, ngay sau đó, Tiếu Phong lại nhận được mệnh lệnh. Tiếp cận quán Ba Lưu Kim, mục tiêu không phải là lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Tiếu Phong mơ hồ, quán Ba Lưu Kim, đó là nơi gì? Tiếu Phong không dám lười biếng, lập tức chấp hành. Rất nhanh, Điếu Giả cũng công bố mục tiêu của hành động lần này cho bọn họ, lính đánh thuê Hắc Liêm. Lính đánh thuê Hắc Liêm, lại còn dám đến. Tiếu Phong cười lạnh, lần trước giáo huấn xem ra còn chưa đủ khắc sâu a. Bên ngoài quán Ba Lưu Kim, một thanh niên một mực điều khiển máy tính, đột nhiên nói, cha được rồi, thông qua hai gương mặt chúng ta một đường theo dõi phân tích, tôi điều tra một chút, hai người kia rất có khả năng là hai đại thủ lĩnh của lính đánh thuê Hắc Liêm, biệt danh Tia Chớp và Báo Biển. Thanh niên hít một hơi khí lạnh, đây chính là hai con cá lớn. Đêm nay nếu như bắt được hai người này, lính đánh thuê Hắc Liêm coi như là xong đời. Dương Ôn Hổ, cẩn thận một chút. Vạn Băng Sơn lập tức quyết đoán thông báo cho Dương Ôn Hổ, mục tiêu bên trong rất có khả năng là Tia Chớp và Báo Biển, vua lính đánh thuê, thực lực cường đại, không phải hai người có thể ứng phó, hành động của hai người lấy điều tra làm chủ, nhớ kỹ không nên bại lộ thân phận. Thần sắc Vạn Băng Sơn ngưng trọng, đồng thời báo cáo tin tức cho Điếu Giả. Sự xuất hiện Tia Chớp và Báo Biển, cũng có nghĩa là, lúc này lực lượng lính đánh thuê Hắc Liêm đầu nhập vào Thiền Thành, nhất định cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Bên trong quán ba, Dương Ôn Hổ cùng Tiểu Ngọc ngồi ở vị trí gần phòng riêng nhất, thoạt nhìn rất gần, đang cười nói. Đã rõ, Dương Ôn Hổ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó đi về phía phòng riêng. Vừa mới dễ một vòng, Dương Ôn Hổ đã bị một nhân viên phục vụ ngăn lại, xin chào tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì được ngài. Dương Ôn Hổ nói, tôi muốn đi toilet, người phục vụ vẫy tay, mời đi theo tôi. Dương Ôn Hổ được nhân viên phục vụ dẫn đi. Bên trong phòng riêng, điện thoại của Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng nhìn Tia Chớp và Hải Cẩu, kết nối, Tia Chớp gật đầu, Diệp Thiếu Hoàng nhận điện thoại, giọng Sở Trần lập tức vang lên, Diệp Thiếu Hoàng, tôi muốn nói chuyện với Vinh Đông. Diệp Thiếu Hoàng cười lạnh, muốn nói chuyện với Vinh Đông, vậy thì đến nói trực tiếp với hắn đi. Ngươi không cho cậu ấy mở miệng, tôi làm sao biết cậu ấy chết hay sống. Sở Trần chất vấn, anh có tư cách nói điều kiện sao? Diệp Thiếu Hoàng khinh thường. Lúc này ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng cũng tràn ngập sát khí, hết lần này đến lần khác thất bại khiến tâm trí hắn đã sớm sụp đổ, chỉ cần có cơ hội đánh chết Sở Trần, hắn tuyệt đối không buông tha. Quay đầu lại phía trước, chúng ta không đi nữa. Đầu dây bên kia, truyền đến thanh âm của Sở Trần. Nghe vậy, khuôn mặt Diệp Thiếu Hoàng không khỏi đổi sắc, kiềm nén lửa giận trong lòng, chờ một chút, anh nghe cho kỹ. Diệp Thiếu Hoàng đi tới bên cạnh Vinh Đông, lúc này cả người Vinh Đông đang bám vào tường. Cố gắng ngồi thẳng người, không cho mình ngã xuống, khuôn mặt và quần áo của anh ta đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Sở Thiếu, anh đừng qua đây, a! À, Vinh Đông lại bị một cước của Diệp Thiếu Hoàng, trực tiếp giẫm lên ngón tay Vinh Đông. Đối thoại có thể, nhưng đừng nói chuyện bừa bãi. Diệp Thiếu Hoàng lại cầm điện thoại lên, anh yên tâm, trước khi anh đến, Vinh Đông không chết được, nhưng nếu anh kiên trì muốn đối thoại, cậu ta nói lung tung không tránh khỏi bị đánh. Còn nữa, nếu như tôi nhìn thấy một cảnh sát xuất hiện trước cửa quán Ba Lưu Kim, Vinh Đông lập tức mất mạng, nghe hiểu chưa? Diệp Thiếu Hoàng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Tia Chớp và Báo Biển, Sở Trần đại khái còn nửa tiếng nữa, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Thần sắc Diệp Thiếu Hoàng lo lắng, hắn đã bị Sở Trần ngược đã ồ ra bóng ma. Từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Tam Tiểu Thư Tống Nhan tới nay, hắn lần lượt chịu thiệt dưới tay Sở Trần. Mỗi một lần đều cảm giác được phần thắng đang nắm chắc trong tay, cuối cùng đều bị Sở Trần đánh ngược lại. Trước khi thấy Sở Trần bị đánh nằm sấp trên mặt đất, Diệp Thiếu Hoàng cũng không dám khẳng định thật sự có thể đối phó Sở Trần. Cho dù hai vị trước mắt này, là vương giả lính đánh thuê dung trời chuyển đất trong giới lính đánh thuê, có được kinh nghiệm giết người vô cùng phong phú.
Diệp Thiếu Hoàng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu. Sau khi Hàn Kiến phiên dịch xong, Báo Biển nở nụ cười, Sở Trần càng mạnh, giết không phải là càng vui sao. Báo Biển có lòng tin không gì sánh bằng, luận về kỹ xảo giết người, Báo Biển tự nhận, 10 Sở Trần cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực của Sở Trần càng mạnh, chứng tỏ hắn càng biết tự phụ. Tia Chớp nói, thường thường người như vậy, đối với mình càng thêm tín nhiệm, cũng bởi vì như vậy, hắn đêm nay mới dám đến quán Ba Lưu Kim. Huống chi, khóe miệng Tia Chớp lạnh lùng nhếch lên, từ từ nói, nhân viên phục vụ bên ngoài, bình thường đã đổi thành người của Hắc Liêm, còn có lính đánh thuê Hắc Liêm còn lại trên đường tới quán Ba Lưu Kim, tối nay, quán Ba này, nhất định sẽ trở thành thiên đường của lính đánh thuê. Hàn Kiến cười to, thật sự khiến người ta chờ mong a. Diệp Thiếu Hoàng cũng hơi yên tâm, anh an tâm xem vở kịch hay này là được rồi. Tia Chớp nói, đến lúc đó giải quyết Sở Trần, lại diệt khẩu gian phòng này, anh có thể lấy thân phận người bị hại đi ra ngoài, Hắc Liêm chúng tôi cũng sẽ tuyên bố, thông qua muốn áp chế Diệp gia thiếu gia cùng Vinh thị thiếu gia, dẫn Sở Trần tới, lại giết chết hắn. Nhưng, anh từ nay về sau, phải nhớ kỹ một điểm, mạng của anh là lính đánh thuê Hắc Liêm cho, phải từng thời khắc, phục vụ lính đánh thuê Hắc Liêm. Tôi hiểu, Diệp Thiếu Hoàng nặng nề gật đầu. Xe của Sở Trần đã tiến vào Thiền Thành. Phía sau đài, Điếu Giả, nhận được tin tức mới nhất Vạn Băng Sơn về. Vua lính đánh thuê, Tia Chớp, Báo Biển. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng nheo lại. Giọng nói của Vinh Đông không thể biến mất trong đầu anh. Đêm nay bất luận là Tia Chớp sấm sét, Báo Biển báo săn, đều phải chết. Có thể tra được cụ thể ở phòng nào không? Sở Trần trả lời một câu. Rất nhanh. Vạn Băng Sơn trả lời, tầng môn 2, từ 201 đến 205, cụ thể vẫn chưa thể xác nhận, đối phương rất cảnh giác, người của chúng ta dưới tình huống không bại lộ thân phận, không có cách nào tới gần. Vạn Băng Sơn vừa trả lời tin tức, vừa thấp thỏm mà hưng phấn. Hắn có loại cảm giác, tiền bối, điếu giả, tựa hồ muốn đích thân đến hiện trường. Nếu đó là sự thật, hai người tối nay, là một con cá lớn thực sự. Bọn họ không chỉ là vương giả sát thủ lính đánh thuê khét tiếng, sau lưng còn có thiên cơ huyền đồ. Đừng đánh rắn động cỏ. Điếu giả tiếp tục gửi tin tức, tôi đã điều đội đột kích đi tới đích, Sở Trần cũng sắp đến quán Ba Lưu Kim, các người hỗ trợ hành động của Sở Trần. Khuôn mặt Vạn Băng Sơn trong nháy mắt ngưng động lại, hỗ trợ Sở Trần. Vạn Băng Sơn ngây người. Hắn theo bản năng muốn hỏi tiền bối, điếu giả, có phải đánh nhầm hay không, hẳn là Sở Trần hỗ trợ bọn họ mới đúng không? Hãy đảm bảo chắc chắn con tin an toàn. Tiền bối, điếu giả, lại nhắc nhở. Vạn Băng Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua quán ba, nửa hồi, nói với thanh niên trong xe một câu, cậu ở lại chỗ này, tùy thời chờ lệnh, tôi đi vào xem một chút. Dứt lời, Vạn Băng Sơn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Số lượng người trong quán ba dần dần trở nên nhiều hơn. Dương Ôn Hổ và Tiểu Ngọc ngồi mặt đối mặt, không có cách nào tới gần, có lính đánh thuê Hắc Liêm ở bên ngoài canh giữ. Nếu chúng ta tiếp tục tới gần, sẽ bị hoài nghi. Dương Ôn Hổ hạ thấp thanh âm, ánh mắt cùng Tiểu Ngọc liếc nhau một cái. 12 người, 11 người, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Dương Ôn Hổ nón là, 11 người, lúc này, lông mày lúc này nhíu một chút, hắn còn nhìn nhầm một người. Hai người đang kiểm tra những lính đánh thuê cải trang trở thành nhân viên phục vụ quán bar. Con người Tiểu Ngọc cố ý vô tình liếc một hướng. Khóe mắt Dương Ôn Hổ cũng quét qua. Ở một góc, một nhân viên phục vụ cầm khay trong tay, ánh mắt nhìn xung quanh, quan trọng hơn là khuôn mặt người nước ngoài, mặc dù dưới ánh đèn hơi tối, còn đội mũ ngụy trang, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Vẫn là Tiểu Ngọc cao hơn một bậc A. Dương Ôn Hổ nói, tổ trưởng rất coi trọng hành động lần này, chúng ta cũng phải biểu hiện thật tốt, nếu cần hành động, 6 người bên trái tôi phụ trách. 6 người bên phải thuộc về tôi. Tiểu Ngọc nở nụ cười, tổ điều tra chúng ta. Cũng không chỉ có năng lực điều tra, tố chất chiến đấu của chúng ta cũng rất tốt. Vạn Băng Sơn vừa đi vào quán bar, trước cửa quán bar, đột nhiên có tiếng xe phanh gấp. Một đám người thân hình to lớn, mày rậm mắt to, khiến người ta cảm giác cả người đều tràn ngập sức lực. Tổ trưởng, người bị nghi ngờ là lính đánh thuê Hắc Liêm đến, nhìn ra gần 20 người, hiện tại ở cửa quán bar, lập tức sẽ đi vào. Người thanh niên nói, Vạn Băng Sâu Ti đã ở trong quán bar, trong lòng dùng mình. Tìm một vị trí ngồi xuống. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Điều này có nghĩa là lính đánh thuê Hắc Liêm sẽ sử dụng quán Ba Lưu Kim làm chiến trường tối nay. Đám lính đánh thuê điên cuồng này muốn quyết chiến với Sở Trần ở quán Ba Lưu Kim. Vạn Băng Sơn nghĩ mãi không ra,
vì sao tiền bối, điếu giả, lại để cho mình hỗ trợ hành động của Sở Trần, lúc này, Sở Trần không nên xuất hiện. Nếu hắn dám đến, cửu tử nhất sinh. Vạn Băng Sơn ngẩng đầu đảo qua, đại sảnh tầng 1 của quán bar, đã tụ tập 450 khách, lính đánh thuê Hắc Liêm tự nhiên sẽ không để ý đến tính mạng của những người này. Vạn Băng Sơn nhìn thấy đám lính đánh thuê Hắc Liêm này đi tới, trong tay còn mang theo dương màu đen, nếu không có gì bất ngờ, đó là vũ khí của bọn họ. 20 người chậm rãi đồng loạt xông vào, thu hút không ít người chú ý. Tối nay thật kỳ quái, tại sao đột nhiên có nhiều người nước ngoài như vậy? Chậc chậc, quán ba Lưu Kim sắp hội nhập với quốc tế rồi. Những người anh em da đen này trông thật mạnh mẽ, sau khi nhóm lính đánh thuê này vào quán ba, họ phân tán ra, tất cả đều có nhiệm vụ riêng của họ. Bên trong phòng riêng, Diệp Thiếu Hoàng lại cúp điện thoại một lần nữa. Sở Trần còn 10 phút nữa là tới. Cả tia chớp và báo biển khuôn mặt đều tỏ ra kỳ vọng mãnh liệt. Cuối cùng cũng đến, đêm nay quả thật là một thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta cũng không nghĩ tới, dễ dàng như vậy sẽ thật sự cùng Sở Trần giao thủ, người của chúng ta đã vào vị trí. Đếm ngược 5 phút, cắt đứt tín hiệu toàn bộ quán bar, không thể để cho một số người không nên đến quấy rầy bữa tiệc của chúng ta. Ánh mắt tia chớp lộ ra tia máu. Mối thù của Monia, tranh cổ Trung Quốc giá trị vô giá. Tất cả chúng ta đều muốn. Ánh mắt tia chớp dừng trên người Vinh Đông, giờ phút này thân thể Vinh Đông tựa vào vách tường, hai mắt nhắm lại, hơi thở rất yếu, chảy máu rất nhiều. Đánh thức hắn tỉnh trước, Diệp Thiếu Hoàng đổ rượu lạnh lẽo lên đầu Vinh Đông. Vinh Đông kêu thảm một tiếng, ánh mắt lại mở ra, nhìn Diệp Thiếu Hoàng, sau đó không nói một tiếng. Đông tử, cậu thật sự làm tôi quá bất ngờ. Diệp Thiếu Hoàng nói, với tính cách của cậu, bây giờ không phải quỳ trên mặt đất liều mạng cầu xin tha thứ sao? Sao cậu không thử đi? Hoặc là nể tình quen biết nhiều năm, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Vinh Đông khinh thường nở nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng, con người vốn có một cái chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông đã thay đổi. Diệp Thiếu Hoàng càng thêm phẫn nộ, Vinh Đông vốn là người hầu thành của hắn, lại bị Sở Trần tẩy não thành như vậy. Vậy cậu cứ chờ cùng Sở Trần lên đường đi. Diệp Thiếu Hoàng cười lạnh, hắn còn chưa tới 10 phút nữa là tới. Thân thể Vinh Đông khẽ run lên một chút, hắn không phải sợ chết, là cảm thấy mình liên lụy đến Sở Trần. Bên cạnh con đường tối tăm, một góc gần nhất của quán ba Lưu Kim. Sở Trần đã sớm đến, 10 phút, là anh cố ý nói thời gian cho đối phương. Phía sau đài cục đặc chiến, từng tin tức truyền về, đột kích tổ 9, vào vị trí, tin tức của Tiếu Phong, đột kích tổ 18, vào vị trí, đột kích tổ 21, vào vị trí. Ba tổ đột kích phụ trách giám sát ba thế lực lính đánh thuê nước ngoài đều bị Sở Trần lấy thân phận, điếu giả, điều tới. Trong quán ba, Vạn Băng Sơn cũng thông báo tình hình bên trong cho, điếu giả. Toàn bộ lính đánh thuê Hắc Liêm trong quán ba Lưu Kim tổng cộng có 34 người. Sở Trần mở miệng, đây hẳn là toàn bộ lực lượng lính đánh thuê Hắc Liêm lẻn vào của Thiền Thành lần này, bọn họ muốn lấy quán ba Lưu Kim làm chiến trường, cùng tôi chiến đấu một hồi. Sở Trần dừng một chút. Nhìn Tống Thu, Tiểu Thu, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tống Thu hít sâu một hơi, chuẩn bị xong rồi. Sở Trần nhìn thoáng qua thời gian, cách anh vừa mới thông báo cho Diệp Thiếu Hoàng 10 phút, đã qua muôn phút. Đếm ngược bắt đầu từ bây giờ, 3 phút sau, Sở Trần sẽ lẻn vào quán ba Lưu Kim phát động hành động đột kích. Sở Trần gửi nội dung đã sớm chỉnh sửa xong qua, mọi người phối hợp hành động của Sở Trần, bắt đầu từ lúc Sở Trần động thủ, trong vòng 5 phút, giải quyết chiến đấu. 5 phút, Tiếu Phong trong nháy mắt nhìn thấy tin tức, đôi mắt mở to vài phần, chợt cảm giác máu cũng có chút hưng phấn. Thật không hổ là cường giả Thiên Võng Điện, căn bản không để lính đánh thuê Hắc Liêm vào mắt, ngay cả nhân vật linh hồn của lính đánh thuê Hắc Liêm, tia chớp và báo biển, vẫn đang ở trong quán bar, trận chiến vẫn giải quyết trong vòng 5 phút. Đếm ngược 3 phút, Tiếu Phong rất nhanh đã bình phục tâm tình của mình, đột nhiên xua tay, đột kích tổ 9, tùy thời chờ lệnh. Trong quán bar, Vạn Băng Sơn nhận được tin tức trong lòng nghiêm nghị. 3 phút sau bắt đầu phối hợp với Sở Trần hành động, trong vòng 5 phút giải quyết chiến đấu. Vạn Băng Sơn theo bản năng cầm một chai rượu bày trước mặt, đây chính là sự tự tin của cường giả Thiên Võng Điện sao. Trong vòng 5 phút, 34 côn đồ lính đánh thuê Hắc Liêm. Bày ra năng lực điều tra tổ 15 thật tốt, liên thủ với tổ đột kích bên ngoài, trong ngoài phối hợp. Băng Sơn quyết đoán ngầm ra lệnh. Lính đánh thuê Hắc Liêm tuy rằng tàn bạo, nhưng mà, bên ngoài trợ giúp bọn họ là tổ đột kích cục đặc chiến,
bọn họ có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Biến số duy nhất chính là tia chớp và hải cẩu, hai tên lính đánh thuê thực lực khủng bố này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người đang đếm trong im lặng. Dương Ôn Hổ ngẩng đầu lên, quán ba nhìn như náo nhiệt ồn ào này, vài phút sau, sẽ có lôi đỉnh kinh biến. Bên ngoài quán ba, không ăn chú ý tới, một bóng người lặng lẽ vô tức lẻn vào cửa sau quán ba Lưu Kim. Hành động đếm ngược, quán ba đột nhiên có người la hét. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao điện thoại đột nhiên không có tín hiệu? Wi-Fi bị cắt cũng thôi, điện thoại của lão tử như thế nào trực tiếp ngay cả tín hiệu cũng không có. Một trận sao động, lúc này, có vài lính đánh thuê Hắc Liêm đi lên đài cao, tắt nhạc. Người phía trên còn chưa kịp chất vấn một tiếng, động tác chậm một chút, đã bị một cước đá xuống đất. Có người đến gây rối. Người ngồi ở quán ba trước tiên chạy tới, đột nhiên, trên đài cao, một lính đánh thuê Hắc Liêm rút ra một khẩu súng, họng súng đen kịt lắp đặt bộ phận giảm thanh chỉ vào mọi người, trực tiếp bắn một phát, người xông lên phía trước đáp ứng ngã xuống. Yên tĩnh trong một giây, hiện trường trực tiếp vang lên tiếng thét chói tai. Từng đạo ánh mắt trở nên hoảng sợ, bối rối. Có người theo bản năng muốn báo cảnh sát, nhưng tuyệt vọng phát hiện, bọn họ căn bản không thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Tín hiệu của toàn bộ quán bar đã bị chặn, câm miệng lại, đột nhiên có một thanh âm vang lên, lính đánh thuê Hắc Liêm kia một tay cầm micro, một tay dùng súng chậm rãi chỉ qua mọi người, mang theo cười nhạo cuối tuần vui vẻ, mọi người. Khuôn mặt Vạn Băng Sơn không khỏi biến đổi mãnh liệt, hắn không nghĩ tới, hành động của mình còn chưa bắt đầu, đối phương lại hành động trước. Trong vòng chưa đầy một phút, họ tắt nhạc, đẩy tất cả khách đến một góc. Bao gồm các thành viên của ba tổ điều tra đặc chiến là Vạn Băng Sơn, Dương Ôn Hổ và Tiều Ngọc. Lính đánh thuê Hắc Liêm quen thuộc, đối với bọn họ mà nói, những chuyện này tựa hồ chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Thậm chí còn nói cười. Một đêm tuyệt vời sắp bắt đầu. Rất nhanh, tin tức truyền vào phòng riêng. Bên ngoài đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, chỉ cần Sở Trần dám bước vào quán ba Lưu Kim nửa bước, hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót đi ra ngoài. Khuôn mặt tia chớp nổi lên nụ cười khát máu, rất tốt. Tia chớp rút ra một con dao găm sắc bén từ bên cạnh giày chiến đấu của mình, ném cho Diệp Thiếu Hoàng, một khi Sở Trần xuất hiện, đi vào quán ba, sẽ giết người này, anh ra tay. Đồng tử Diệp Thiếu Hoàng một hồi, hai tay có chút run rẩy nhặt dao găm lên. Giết người, mặc dù hắn hận Vinh Đông thấu xương, thương thế của Vinh Đông cũng do hắn tạo thành, nhưng nếu thật sự khiến hắn cầm dao găm kết thúc sinh mạng của Vinh Đông, Diệp Thiếu Hoàng vẫn có chút kinh hoàng. Sắc mặt tái nhợt vài phần, một lúc lâu sau Diệp Thiếu Hoàng gật đầu thật mạnh, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Hoàng hiểu được, đây là khảo nghiệm của lính đánh thuê Hắc Liêm đối với hắn, càng muốn trói chặt hắn vào trên thuyền của bọn họ. Còn 5 phút nữa, tia chớp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thời gian, vô cùng chờ mong. Đúng lúc này, bên ngoài có tin tức truyền đến. Xe của Sở Trần xuất hiện, đang tới gần quán ba Lưu Kim. Diệp Thiếu Hoàng sửng sốt, nhanh như vậy sao? Báo Biển nở nụ cười, xem ra hắn quả thật rất gấp a. Trên thế giới này, lại có người vội vàng chịu chết. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của lính đánh thuê Hắc Liêm, xe của Tống Thu từ từ đến gần quán ba Lưu Kim. Bên trong xe, lòng bàn tay Tống Thu gần như muốn đổ mồ hôi, nắm chặt vô lăng. Đây là nhiệm vụ mà anh rể giao phó cho hắn. Bảo hắn lái xe đến cửa quán ba Lưu Kim, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quán ba Lưu Kim cách đó chưa đầy 100 mét, nhưng khoảng cách 100 mét này, đối với Tống Thu mà nói, trước nay dài đằng đẵng chưa từng có, hai tay hắn nắm chặt vô lăng, nhìn chằm chằm cửa quán ba Lưu Kim, không ngừng nuốt nước miếng cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng. Tống Thu có thể tưởng tượng được, giờ phút này tuyệt đối có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí, họng súng đen kịt đã nhắm vào đầu hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chết hắn. Các đại ca, nhất định phải bình tĩnh a. Tống Thu nhìn cửa quán ba Lưu Kim càng ngày càng gần, đồng thời còn lẩm bẩm, tôi vẫn còn trẻ, tôi mới 17 tuổi, tôi còn chưa ăn qua bánh rán. Xe của Tống Thu chậm rãi dừng ở cửa quán ba Lưu Kim. Thời gian dường như đứng yên trong nháy mắt này. Cơ hồ đồng thời, đám người tia chớp ở trong phòng riêng, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, bịch bịch bịch. Sở Trần đã đến cửa quán ba, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm. Bên ngoài quán ba, ba đội đột kích giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện. Không có điểm báo trước, hành động, Tiếu Phong cảm giác máu trong người mình đều chảy ra hưng phấn, một bước dài liền xông lên. Bên trong quán ba, đám đông bị đẩy đến một góc, từng người một ngồi xổm.
không dám hé răng, sợ chọc giận đám người liều mạng này, bị một phát bắn chết. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc nức nở. Chúng ta xong đời rồi, thậm chí không có cơ hội báo cảnh sát. Đám người này chính là những kẻ liều mạng đến từ nước ngoài, bọn họ làm sao có thể nhìn chăm chú vào chúng ta. Mẹ, con sẽ không bao giờ đi chơi hộp đêm nữa. Vạn Băng Sơn chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ, hắn cùng Dương Ôn Hổ, Tiểu Ngọc ba người duy trì một khoảng cách nhất định, ánh mắt đều tập trung vào lính đánh thuê Hắc Liêm cách bọn họ gần nhất. Bên trong phòng, cửa lớn mở ra, một đạo thân ảnh cất bước đi vào, sau đó, tiện tay đóng cửa lại. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng kinh hãi, trong mắt phảng phất như đang ngưng động lại, phản xạ có điều kiện, lảo đảo lui về phía sau vài bước, suýt nữa bị vấp ngã. Môi run rẩy như lò xo, Sở Trần. Thần sắc Diệp Thiếu Hoàng mang theo không thể tin được, tin tức vừa rồi, xe của Sở Trần không phải vừa mới dừng ở cửa quán ba sao? Sở Trần sao lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này như vậy? Cho dù Sở Trần đờ eo tới quán ba, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được nơi này mới hợp lẽ. Làm sao hắn biết cái phòng này? Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Diệp Thiếu Hoàng toát ra vô số dấu chấm hỏi. Người bên ngoài vì sao không phát hiện ra Sở Trần? Đôi mắt tia chớp và báo biển cũng lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Trần. Có chút bất ngờ, bịch, bên ngoài vang lên tiếng súng. Khuôn mặt Hàn Kiến biến đổi, tức giận quát lên, Sở Trần, anh dám báo cảnh sát. Vừa dứt lời, Hàn Kiến càng trực tiếp đưa tay dò xét, lấy y ra một khẩu súng, chỉ về phía Sở Trần, xèo. Một đạo hàn quang lạnh như băng lóe lên lướt qua. Hàn Kiến phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lòng bàn tay của hắn có một con dao gọt hoa quả sắc bén. Lúc vừa rồi đến đây, thuận tay mang theo dao, cho ngươi ăn hoa quả. Sở Trần mở miệng, anh không nóng lòng động thủ, mà là ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người tia chớp cùng báo biển. Hai con cá lớn này mới là đối thủ thật sự của anh đêm nay. Tia chớp cũng không vội, khóe miệng nhếch lên tia lạnh lùng, báo cảnh sát thì như thế nào. Đêm nay vũ khí của lính đánh thuê Hắc Liêm là bọn họ hao phí với giá cực lớn mới vận chuyển đến Thiền Thành, cảnh sát dân sự bình thường đụng phải đám lính đánh thuê hỏa lực cường đại của bọn họ, căn bản không phải là đối thủ. Những gì họ sẽ phải đối mặt là một trong những đội lính đánh thuê tốt nhất từ khu vực chiến tranh Trung Đông. Tia chớp mong chờ tin tức đối phương cả đoàn bị tiêu diệt. Về phần một tiếng súng vừa rồi, đến từ Vạn Băng Sơn. Một tiếng vang, một tiếng động, giống như âm thanh pháo nổ vậy. Ngay từ tiếng đầu tiên, tiếng thét chói tai không ngừng vang vọng trên mái hiên quán ba Lưu Kim. Vạn Băng Sơn bắn liên tiếp ba phát súng, có ba lính đánh thuê theo tiếng ngã xuống. Lính đánh thuê còn lại đột nhiên phản ứng lại, lúc vừa định có hành động, hai hướng khác, cơ hồ đồng thời lại có thanh âm vang lên. Đoàng đoàng đoàng, Dương Ôn Hổ và Tiểu Ngọc đồng thời ra tay, tiếng súng như sấm. Khốn kiếp, trong lính đánh thuê, có người chửi hét, giơ súng trong tay lên. Muốn bắn về phía đám người, tất cả đều chết đi. Đoàng, một phát súng nổ tung. Người bắn một phát súng này là tổ trưởng tổ 9 tổ đột kích cục đặc chiến, Tiếu Phong. Phía sau Tiếu Phong, tổ đột kích vũ trang hạng nặng như hồn ma xuất hiện. Cửa sổ các nơi, lối ra vào, thậm chí bên ngoài ban công tầng 2, từng đạo thân ảnh, giống như thần binh trên trời hạ xuống. Họng súng phun ra ngọn lửa, từng thành viên lính đánh thuê Hắc Liêm theo tiếng ngã xuống. Rút lui. Tìm nơi trú ẩn, mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ lính đánh thuê Hắc Liêm trực tiếp sững sờ. Bọn họ chính là lính đánh thuê Hắc Liêm được huấn luyện bài bản, lính đánh thuê oai phong, trong chiến tranh phát triển ra sát thủ lính đánh thuê. Cảnh nào chưa từng thấy, cho dù là gặp phải vây quét, bọn họ cũng không đến mức trực tiếp bị đánh đến hoài nghi cuộc đời. Nhưng giờ khắc này, đều sững sờ. Họ thậm chí còn không có cơ hội bắn súng. Có người quan sát rất rõ ràng. Chỉ cần làm ra động tác giơ tay nổ súng, sẽ trực tiếp bị một phát bắn trúng cổ tay, máu tươi chảy xuôi. Loại địa hình phức tạp này, ánh đèn lờ mờ, còn có nhiều người như vậy, càng thêm kèm theo tiếng thét chói tai ồn ào, họ, làm sao làm được điều đó? Không có sức mạnh phản kháng, tổ đột kích cục đặc chiến Trung Quốc diễn ra một hồi giải cứu thần tốc như sách giáo khoa. Trong ngoài phối hợp, lôi đình càn quét, ba tổ đột kích cục đặc chiến, tổng cộng 60 người. Giống như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp nuốt chừng 30 mấy lính đánh thuê Hắc Liêm. Lúc này, Tống Thu đã xuống xe đi vào quán bar, đưa đầu nhỏ ra, sau đó cảm thán một tiếng, thao tác một trận, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn lại a. Trận chiến đã kết thúc, tổ hành động cục đặc chiến Trung Quốc dùng hành động để chứng minh, vì sao Trung Quốc lại là cấm địa của lính đánh thuê.
Vạn Băng Sơn nhìn thoáng qua thời gian, không khỏi sợ ngây người. Từ khi hắn bắn phát súng đầu tiên, đến bây giờ, 4 phút 30 giây. So với tiền bối, điếu giả, hạ lệnh 5 phút chấm dứt chiến đấu, còn sớm hơn 30 giây. Lợi hại, Vạn Băng Sơn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiền bối, điếu giả, tuy rằng không ở hiện trường, nhưng hắn đối với tất cả tình huống nơi này lại hiểu rõ như lòng bàn tay, bày mưu tính kế, thống lĩnh toàn cục, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Vạn Băng Sơn cảm thán, ánh mắt mang theo sùng bái, tiền bối Thiên Võng Điện, thật sự quá mạnh. Dương Ôn Hổ và Tiểu Ngọc cũng vô cùng đồng tình. Tiểu Ngọc nói, mấu chốt là, tiền bối, điếu giả, ngay cả cần bao lâu có thể giải quyết đối thủ cũng có thể đoán trước được, điều này cần đối với khống chế thực lực Han bên đến trình độ tinh diệu cỡ nào a? Dương Ôn Hổ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghẹn ra một câu, không sai, tổ trưởng cùng Tiểu Ngọc tỷ nói quá đúng. 4 phút 30 giây. Lúc này, Tiếu Phong đã cất bước đi lên tầng 2 nhìn thoáng qua thời gian, thần sắc cười. Nhiệm vụ, hoàn thành. Hành động lần này, đối với Tiếu Phong mà nói, chính là thoải mái tràn trề. Đánh đến vui sướng, ba tổ đột kích, giống như làm bánh bao, trực tiếp nuốt chửng lính đánh thuê Hắc Liêm. Khí thế như cầu vồng, lôi đình vạn quân, Tiếu Phong đi tới trước cửa phòng riêng nơi có Sở Trần, gõ nhẹ cửa phòng. Ở bên ngoài canh giữ. Trước khi đi tôi ra ngoài có người đi ra, bắn chết. Thanh âm Sở Trần vang lên, Tiếu Phong lập tức gật đầu, bố trí thành viên tổ đột kích bảo vệ cửa phòng riêng. Hắn và Sở Trần ở bến tàu Thiên Bằng lần đó tiếp xúc qua, lúc ấy Sở Trần bày ra thực lực đã khiến Tiếu Phong khuất phục, huống chi, tiền bối, điếu giả, cũng chỉ thị rõ ràng, hành động đêm nay, nhiệm vụ của bọn họ, là hỗ trợ Sở Trần. Ngụ ý, hành động của bọn họ phải nghe Sở Trần sắp xếp. Bên trong phòng. Không khí ngưng động đến cực hạn, khuôn mặt của Tia Chớp và Báo Biển đồng thời trở nên ảm đạm. Không đến 5 phút, lính đánh thuê Hắc Liêm lại bị đánh tan rã. Chỉ có một khả năng, Cục Đặc Chiến Trung Quốc, uy danh của Cục Đặc Chiến Trung Quốc, bọn họ không phải chưa từng nghe nói qua, nhưng mà, bọn họ tin, chỉ cần hành động của mình đủ nhanh, Cục Đặc Chiến Trung Quốc sẽ không theo kịp bước chân của bọn họ. Nhưng đêm nay, Cục Đặc Chiến Trung Quốc lại giống như thần binh trên trời rơi xuống. Ánh mắt hai người đều tập trung vào Sở Trần, cơ hồ đồng thời nghĩ đến chuyện Sở Trần sắp được trao huy chương danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Phòng riêng chỉ có một cửa, bọn họ muốn sống sót rời đi, chỉ có một con đường, chính là bắt sống Sở Trần. Hai người mắt lộ ra vẻ tàn khốc, bên cạnh, sắc mặt Diệp Thiếu Hoàng đã vô cùng tái nhợt ngã ngồi trên sofa. Ánh mắt trống rỗng, tràn ngập tuyệt vọng, cả người phảng phất có một cây ngân châm lạnh như băng mang có gai chạy loạn lung tung. Làm hắn vừa lạnh vừa đau. Toàn thân đều run rẩy, hai chân trực tiếp dùng hai tay ấn cũng không kiềm chế được. Xong rồi, tiêu đời rồi, không thể, không thể, Diệp Thiếu Hoàng không thể tiếp nhận, lính đánh thuê Hắc Liêm mà hắn muốn dựa vào đã bị tiêu diệt trong vòng 5 phút. Lần này, hắn thực sự xong đời rồi, tôi không tin, lúc này, đột nhiên, lại có một đạo thanh âm giống to. Hàn Kiến với tay còn cắm dao gọt hoa quả, Hàn Kiến bộ mặt dữ tợn. Hắn đi theo bên cạnh lính đánh thuê Hắc Liêm không phải ngày một ngày hai, cho dù là tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ nhất Trung Đông, cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy, chỉ dùng 5 phút ngắn ngủi giải quyết lính đánh thuê Hắc Liêm. Điều này tuyệt đối không thể. Hàn Kiến đột nhiên nhảy dựng lên, xông tới bên ngoài phòng. Giả, đừng hòng gạt tôi, Hàn Kiến sải bước lao ra. Đoàng đoàng đoàng, cùng với tiếng súng, giọng nói của Hàn Kiến đột nhiên dừng lại. Một lúc lâu sau, một tiếng rầm rầm ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc Hàn Kiến ngã xuống đất, thần kinh Diệp Thiếu Hoàng cũng căng thẳng đến cực hạn, cả người giống như chim sợ cành cong, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, nhìn Sở Trần. Hắn lại thua một lần nữa. Diệp Thiếu Hoàng có cảm giác sắp thở không nổi. Bước chân của Báo Biển chậm rãi rời sang vài bước, đến gần cửa phòng riêng. Hắn không phải là muốn xông ra ngoài, mà là phòng ngừa Sở Trần chạy ra ngoài. Đến tình trạng này, Sở Trần chính là rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ. Sở Trần, anh quả nhiên không phải người bình thường. Tia Chớp lạnh lùng mở miệng, tầm mắt Sở Trần híp lại, anh nghe không hiểu. Sở Trần tùy tiện trả lời một câu, đối phương cũng nghe không hiểu. Vừa rồi bọn họ trao đổi kiểu gì? Sở Trần có chút bối rối. Sở Thiếu, người vừa chạy ra ngoài, là phiên dịch viên. Vinh Đông lúc này khôi phục một chút sức lực, nhìn Sở Trần, thấp giọng mở miệng. Hóa ra là như vậy. Sở Trần thờ ơ buông tay, dù sao tôi cũng không có gì để nói với bọn họ.
Sở Trần giơ ngón trỏ lên về phía tia chớp và báo biển, nhẹ nhàng lắc lắc một chút. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng cử chỉ xúc phạm rất mạnh. Thân ảnh báo biển đột nhiên vọt tới, như báo săn thật sự, vô cùng hung mãnh, trong nháy mắt đã đến gần Sở Trần. Thân hình khổng lồ, cả người tràn ngập lực bộc phát, trong phòng chật hẹp, vang vọng thanh âm xương cốt báo biển ba ba vang lên, hai tay nắm tay, quyền phong hung mãnh. Trong mắt Vinh Đông dùng sức mở to, hắn mặc dù biết Sở Trần rất có thể đánh, nhưng mà, hắn không biết thực lực của vương lính đánh thuê hung danh hiển hách này. Một tiếng ba vang lên, đôi mắt Sở Trần sắc bén, anh lựa chọn dùng bát cực quyền đáp lại báo biển. Báo biển quyền cương mãnh, như vậy, liền dùng sức mạnh bát cực dữ dội để tiêu diệt quyền lực của đối phương. Ầm, 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 quyền quyền va chạm, lực lượng thuần túy va chạm. Khuôn mặt tái nhợt không màu của Diệp Thiếu Hoàng càng thêm trống rỗng vô thần. Lính đánh thuê Hắc Liêm cái gì? Minh Vương Trung Đông cái gì? Tất cả đều là một đám phế vật, ngay cả Sở Trần cũng không đối phó được. Diệp Thiếu Hoàng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên con ngươi nhìn chằm chằm Vinh Đông, cẩn thận liếc mắt nhìn Sở Trần đang chĩa dấu ác liệt. Diệp Thiếu Hoàng cúi đầu đảo qua, cầm lấy một chai rượu, đi về phía Vinh Đông. Chỉ có khống chế Vinh Đông, đêm nay mới có một tia cơ hội chạy trốn cuối cùng. Khi Diệp Thiếu Hoàng cách Vinh Đông chưa tới 2 mét, bất chợt, một chiếc ghế vuông bị Sở Trần đá bay, ầm ầm đập mạnh vào người Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng bất ngờ không kịp đề phòng, bên hông truyền đến một trận đau nhức, thân thể bị đánh bay, chai rượu rời tay, rơi xuống đất. Cả người cũng té trên mặt đất, thống khổ cuộn mình kêu rên. Báo biển giận tím mặt, Sở Trần khi chiến đấu kịch liệt với hắn, vậy mà còn có thể phân tâm đối phó Diệp Thiếu Hoàng. Căn bản không để hắn vào trong mắt. Hô, cánh tay khổng lồ của con báo biển đập mạnh, quyền pháp trong tay Sở Trần đột nhiên biến hóa. Ầm, 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 9 tiếng vang, quyền xuất ra 9 lần, ẩn chứa 9 đạo ám kình, giống như rời núi lấp biển đánh vào báo biển. Báo biển cảm giác được cánh tay truyền đến một cỗ đau nhức, gào thét một tiếng, liên tục lui về phía sau 2 bước, ánh mắt nhìn Sở Trần, mang theo kiêng kỵ, báo biển, tiểu tử Trung Quốc này quả nhiên không thể xem thường. Khóe miệng tia chớp dương lên, thân ảnh đột nhiên giống như đột nhiên biến mất. Hắn có biệt danh tia chớp, bởi vì tốc độ của hắn, giống như tia chớp. Quá nhanh, một giây trước còn đứng sau lưng báo biển, trong nháy mắt này, tay cầm dao nhọn, đâm thẳng vào cổ họng Sở Trần. Nhanh mà tàn nhẫn, ánh mắt tia chớp lóe ra quang mang máu cực kỳ lạnh lẽo, hắn giống như một tia chớp ẩn núp trong phòng, tia chớp vừa ra, giết người mất mạng. Khuôn mặt của con báo biển cũng bật cười. Một kích của tia chớp, đây là bản lĩnh sở trường của tia chớp, tuyệt chiêu đặc biệt. Không biết có bao nhiêu người chết dưới một kích của tia chớp. Tử thần phủ xuống, báo biển thốt lên, tốc độ ánh sáng, báo biển cảm thấy cơ thể truyền đến một cơn đau dữ dội, đau thấu tim gan. Báo biển choáng váng, chậm rãi cúi đầu, dao găm của tia chớp, dĩ nhiên cắm vào trên người hắn. Tia chớp cũng bối rối, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vị trí lúc trước báo biển đứng. Sở Trần rõ ràng đứng, đang cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó giơ ngón tay cái lên, thật không hổ là lính đánh thuê vương, tàn nhẫn ngay cả người mình cũng đâm. Bên trong phòng, hai người tia chớp cùng báo biển đồng thời phẫn nộ, trong lòng có kiêng nể nồng đậm. Bọn họ kinh hãi ý thức được, tiểu tử Trung Quốc này, không phải dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng của bọn họ. Nhất là một màn quỷ dị vừa mới xảy ra, tia chớp như thế nào cũng nghĩ không ra, ngay khi mình sắp đâm trúng cổ họng Sở Trần. Báo biển làm sao có thể đột nhiên đổi một vị trí khác với Sở Trần. Nếu như không phải báo biển cao chừng 2 mét, một kích này của hắn, trực tiếp xuyên thấu cổ họng báo biển. Sở Trần lần nữa vươn ngón trỏ, lắc lắc về phía hai vương lính đánh thuê, tuy rằng các người nghe không hiểu, nhưng vẫn phải nói cho các người ơi biết, chiêu này gọi là võ công Trung Quốc, càn khôn na di thuật. Đối với tia chớp và báo biển, đây chắc chắn là một sự khiêu khích trắng trợn. Tia chớp đột nhiên rút dao găm ra. Máu tươi bắn tung tóe, báo biển kêu thảm thiết một tiếng, không, bàn tay tia chớp dừng lại, suýt nữa theo bản năng lại cắm xuống. Báo biển lùi lại 2 bước, che vết thương của mình, anh lên trước. Báo biển tay cầm dao găm còn nhiễm máu tươi, phát động công kích về phía Sở Trần. Dao đều hướng về chỗ hiểm, phòng riêng không lớn, đối với tia chớp mà nói, vừa vặn có thể phát huy ra ưu thế của hắn. Tia chớp tự hỏi. Sở Trần không có khả năng tránh được thế công như nước chảy mây trôi của mình. Trong phòng riêng, Sở Trần chân đạp càn khôn bộ, thân ảnh như huyền ảo, nhìn như bị đao phong chém trúng, rồi lại né tránh. Một màn này,
khiến báo biển bên cạnh đã lấy lại tinh thần chấn động không thôi. Bọn họ oai phong trong khu chiến hỏa, thực lực bản thân rất cường ngạnh, nhưng giờ phút này, ngay cả một tiểu tử Trung Quốc trẻ tuổi như vậy cũng đánh không lại. Từ tình huống, càng giống như tiểu tử Trung Quốc này đang đùa giỡn bọn họ. Báo biển cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lúc này hét lớn một tiếng, lại xông lên. Nhìn báo biển từ bên phải vọt tới, khóe miệng Sở Trần theo bản năng nhẹ nhàng nhếch lên. Báo biển trong lòng đột nhiên có một dự cảm không rõ. Không có một chút phòng bị, càn khôn na di thuật, con dao găm trong tay tia chớp một lần nữa để lại vết thầm mờ gờ trên báo biển. Báo biển đau đớn kêu thảm thiết một tiếng, lui về phía sau hai bước, nhìn tia chớp. Nếu như không phải hắn cùng tia chớp vào sinh ra tử, cùng với tia chớp giờ phút này vẻ mặt so với hắn càng thêm mờ mịt, báo biển đều nhìn không được muốn hoài nghi, tia chớp có phải bị Sở Trần kêu gọi đầu hàng hay không? Nhất định là ảo giác, tia chớp chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như vậy, đột nhiên vung dao, đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Trần. Bóng người nhoáng lên một cái, xèo, lại là máu tươi bắn tung tóe. Báo biển đau đớn nhìn tơ la chớp, anh, làm gì vậy? Tia chớp choáng váng, một lúc lâu sau, tia chớp đột nhiên giơ tay lên, dao găm sáng bóng, xông về phía Sở Trần. Ánh mắt báo biển toát ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Lần này, Sở Trần không thi triển càn khôn na di thuật nữa, nghiêng người tránh né, đồng thời đột nhiên ra tay, nhanh như chớp, đập mạnh vào cổ tay tia chớp. Tia chớp cảm thấy cổ tay truyền đến một trận tê dại, dao găm tuột tay, khuôn mặt không khỏi thay đổi, không kịp bắt lấy dao găm nữa, dao găm sắc bén đã rơi vào trong tay Sở Trần. Sở Trần thuận thế rạch dao găm một cái, cánh tay của tia chớp bị chảy xước, loạng choạng lui về phía sau. Cùng lên đi, lúc này, báo biển cũng bất chấp hoảng sợ. Không liều mạng đối phó Sở Trần, bọn họ liền xong đời, lính đánh thuê Hắc Liêm cũng phải xong đời. Bên trong phòng riêng, tia chớp cùng báo biển liên thủ đối phó Sở Trần. Lúc này, Diệp Thiếu Hoàng dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn cảnh chiến đấu, thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Đột nhiên, tầm mắt Diệp Thiếu Hoàng rơi xuống đất, một khẩu súng lục, khi bàn tay của Hàn Kiến bị con dao gọt hoa quả đâm xuyên qua, khẩu súng lục rơi xuống đất. Còn cơ hội. Trên người Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên sinh ra một cỗ sức lực, hắn không dám đứng lên, nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi di chuyển thân thể mình. Khoảng cách với khẩu súng lục đang đến gần, Diệp Thiếu Hoàng đưa tay ra, đột nhiên, một bàn tay vươn ra bên cạnh, nhặt khẩu súng lục lên. Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một khuôn mặt máu chảy ròng ròng, thần sắc dữ tợn. Vinh Đông bị thương, Đông tử, Diệp Thiếu Hoàng tuyệt đối không ngờ, lúc này Vinh Đông lại còn có sức lực cầm súng lên. Khi họng súng đen kịt chỉ vào đầu mình, Diệp Thiếu Hoàng có cảm giác cả người bị sét đánh, giọng nói run rẩy, Đông tử, Đông ca, tôi sai rồi. Vinh Đông mặt không chút thay đổi, súng lục chỉ vào Diệp Thiếu Hoàng, không được nhúc nhích. Diệp Thiếu Hoàng nằm sấp trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, lập tức mở miệng, khẩn cầu nói, Đông ca, anh tha cho tôi, được không? Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, tha cho tôi lần này đi, tôi biết sai rồi. Vinh Đông run rẩy đứng lên. Nói ra tâm niệm của mình cho rằng không còn cơ hội nói, thực xin lỗi, tôi là nội ứng. Diệp Thiếu Hoàng càng thêm tuyệt vọng, trên đỉnh đầu có họng súng chỉ vào, hắn không thể nhúc nhích. Ở phía bên kia, cơ thể của tia chớp và báo biển đâm vào tường cùng một lúc. Hai người giống như chồng người ngã xuống, còn chưa kịp đứng dậy, Sở Trần đã sải bước đi tới, một cước giẫm lên phía trên báo biển, dao găm trong tay đặt ở cổ họng báo biển, kết thúc rồi. Báo biển nhất thời không dám nhúc nhích. Tia chớp bị hắn đè dưới thân càng không cách nào nhúc nhích. Lính đánh thuê Hắc Liêm, khóe miệng Sở Trần lạnh lùng, thần sắc khinh thường, sau đó cất cao miệng tiến vào đi. Đám người Thiếu Phong sớm ở bên ngoài chờ lệnh lập tức vọt vào phòng riêng. Mấy người Vạn Băng Sơn cũng ở đây, thấy nhiều người tiến vào, Diệp Thiếu Hoàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai mắt tối sầm lại, hôn mê. Khuôn mặt Vinh Đông toát ra nụ cười, nhìn Sở Trần. Cậu đã làm rất tốt. Sở Trần giơ ngón tay cái về phía Vinh Đông. Vinh Đông cười, ngã xuống đất hôn mê. Xe cứu thương đang ở ngoài đó rồi. Thiếu Phong trầm giọng mở miệng, lập tức phân phó mấy thành viên tổ đột kích đưa Vinh Đông ra ngoài, Diệp Thiếu Hoàng bị còng tay lại dẫn đi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía tia chớp và báo biển. Sắc mặt Dương Ôn Hổ theo bản năng biến ảo một chút, có loại cảm giác hai tay đột nhiên lạnh lẽo. Hai vương lính đánh thuê khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trực tiếp bị Sở Trần tay không bắt được, không cần tốn nhiều công sức. Mình lại còn muốn còng tay đưa Sở Trần khóa vào phòng an toàn.
Vạn Băng Sơn nội tâm cũng âm thầm chấn động thực lực của Sở Trần, khó trách hắn có thể danh chấn thiên nam, càng có thể để cho tiền bối, điếu giả, hạ lệnh, lần hành động này, tất cả mọi người đều hỗ trợ Sở Trần. Về kết quả, đây là một hành động hoàn hảo, nhốt tất cả họ lại. Sở Trần buông tay, ở trước mặt tổ đột kích vũ trang hạng nặng, tia chớp cùng báo biển cũng hoàn toàn mất đi tâm tư phản kháng. Sở Trần hướng Vạn Băng Sơn cười, mọi người vất vả rồi. Anh Sở, còn nhớ rõ tôi không? Tiếu Phong chủ động mở miệng. Sở Trần gật đầu, trùng hợp như vậy. Tiếu Phong cười ha ha, lại nói, đây là lần thứ hai chúng ta sóng vai tác chiến. Hơn nữa, hai lần đều có liên quan đến lính đánh thuê Hắc Liêm A. Rất nhanh, ba tổ đột kích thu quân chuẩn bị rút lui. Tổ điều tra 15 của Vạn Băng Sơn cũng đều tập hợp lại, đi ra khỏi quán ba Lưu Kim. Hành động lần này quá hoàn hảo. Vạn Băng Sơn khuôn mặt mỉm cười, nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì đó. Một bên, Dương Ôn Hổ đột nhiên nói một câu, hành động lần này, cùng Thiên Cơ Huyền Đồ có liên quan gì? Vạn Băng Sơn phảng phất như bị người ta đánh vào đầu một cái, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng động lại. Đây thực sự là một hành động cực kỳ hoàn hảo từ quá trình hành động đến kết quả. Thế nhưng, cùng Thiên Cơ Huyền Đồ có liên quan gì? Tiền bối, điếu giả, an bài bọn họ theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, nhưng Diệp Thiếu Hoàng đã vì chuyện tối nay mà bị bắt đi. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào đề cập đến Thiên Cơ Huyền Đồ. Vạn Băng Sơn lập tức sững sờ. Thành viên tổ điều tra 15 cũng hai mắt nhìn nhau thật lâu sau. Vạn Băng Sơn mới phục hồi tinh thần lại, trầm giọng mở miệng nói, hiện tại bắt đầu phân công nhiệm vụ mới. Tiểu Ngọc, cô đợi eo tìm Giang Ánh Đào, xem cô ta đang làm cái gì, âm thầm giám sát. Dương Ôn Hổ, cậu phụ trách tiếp tục theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, chờ hắn tỉnh lại, thẩm vấn hắn một chút. Có biết tin tức của Thiên Cơ Huyền Đồ hay không? Vạn Băng Sơn ngữ khí dừng lại, nhìn một gã thanh niên cuối cùng, cậu trở về, ngày mai bắt đầu tiếp tục theo dõi Sở Trần. Bên trong xe, Vạn Băng Sơn lâm vào trầm tư thật sâu. Hắn tin chắc, tiền bối, điếu giả, bảo hẳn theo dõi Diệp Thiếu Hoàng, nhất định sẽ có thâm ý cực lớn. Có lẽ là vì nguyên nhân ba tổ cạnh tranh công bằng, tiền bối, điếu giả, không nói rõ ràng với hắn, tất cả, muốn hắn tự mình suy nghĩ. Không thể phụ kỳ vọng của tiền bối, điếu giả. Trước cửa quán ba Lưu Kim, ba tổ đột kích đã rời khỏi hiện trường, người từ trong quán ba Lưu Kim đi ra có loại cảm giác giống như nằm mơ. Chúng ta vừa bị bắt cóc à? Đây là tốc độ điều động cảnh sát nhanh nhất mà tôi từng thấy, phản xạ của tôi hơi chậm, còn chưa kịp sợ hãi, cảnh sát đã từ trên trời giáng xuống, cứu chúng ta ra ngoài. Vừa rồi bên trong xảy ra đấu súng, so với trong phim còn đặc sắc hơn. Đó chính là chiến binh đặc chủng của Trung Quốc chúng ta sao? Tống Thu cũng ở lối đi gần cửa chờ Sở Trần. Thấy Sở Trần đi ra, Tống Thu lúc này hưng phấn đi lên, anh rể, cái gọi là lính đánh thuê Hắc Liêm này, không chịu nổi một kích a. Sau khi hai người lên xe, Tống Thu còn ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, anh rể, kế tiếp chúng ta đi đâu? Đương nhiên là trở về Hoàng Phủ ra. Sở Trần nhìn Tống Thu một cái. Tống Thu bừng tỉnh, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Chị còn đang ở Hoàng Phủ Gia. Đêm nay tiệc tối của Hoàng Phủ Gia, Sở Trần dẫn theo Tống Nhan cùng tham gia. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đến Hoàng Phủ Gia, liền xảy ra một chuyện như vậy. May mắn thay, mạng sống của Vinh Đông đã được bảo vệ. Xe chạy về phía Dương Thành, trong xe, Sở Trần cầm lấy, cúi đầu, đôi mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Hành động tối nay vẫn chưa kết thúc, lính đánh thuê Hắc Liêm và các thế lực nước ngoài khác. Ở Thiền Thành hết lần này đến lần khác làm chuyện, cũng đã đến lúc nghênh đón bọn họ. Sở Trần đăng nhập vào tài khoản phía sau đài, điếu giả. Ra lệnh cho ba đội đột kích, nhiệm vụ, các tổ đột kích chuẩn bị sẵn sàng, lập tức phát động tiến công, mục tiêu là Đọa Ma Thiên Sứ, Huyết Chiến Sĩ cùng với Cuồng Lang, nửa giờ sau, đồng thời hành động mã hiệu, Sở Trần trần chờ một chút, gõ xuống hai chữ, cấm địa. Hành động trong cấm địa, Tiếu Phong cầm điện thoại trong tay. Vô cùng kích động, nắm chặt. Tiền bối, điếu giả, dường như bị hành động của lính đánh thuê Hắc Liêm chọc giận. Đôi mắt Tiếu Phong nhìn chăm chú về phía trước, hắn muốn nói cho lính đánh thuê trên toàn thế giới biết, nơi này ở Trung Quốc, là cấm địa của lính đánh thuê. Thành viên ba tổ đột kích đều kích động, ánh mắt lộ ra khát vọng. Nếu là trong một đêm, trực tiếp phá hủy bốn tổ chức lính đánh thuê lớn Đọa Lạc Thiên Sứ, Huyết Chiến Sĩ, Cuồng Lang cùng với Hắc Liêm, tất có thể làm cho uy danh của tổ hành động đặc biệt Trung Quốc chấn động quốc tế. Từ nay về sau, những hạng người xấu này, còn muốn bước vào mảnh đất Trung Quốc này,
nhất định sẽ nghĩ đến đêm nay. Nghĩ đến tối nay, trận hành động trong cấm địa, do tiền bối, điếu giả của Thiên Võng Điện chủ đạo. Tống Thu cũng không biết trong quá trình Sở Trần chơi điện thoại lại hạ ra một mệnh lệnh. Nửa tiếng nữa, theo mệnh lệnh hành động phát ra, thiền thành, ba hướng khác nhau, tiếng súng vang vọng trong đêm tối. Một làn sóng, Sở Trần cầm điện thoại, im lặng chờ đợi tin tức của ba tổ đột kích. Sở Trần hiểu rõ thực lực của ba tổ đột kích này, dưới vũ trang hạng nặng, hoàn thành hành động lần này độ khó cũng không lớn. Quả nhiên, ước chừng 10 phút, Tiếu Phong dẫn đầu trả lời, nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành, hoàn thành, cả ba đội biệt kích đều hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Đêm nay, đối với dân chúng bình thường của Thiền Thành mà nói, có chút lo lắng đề phòng. Ngay từ đầu cho rằng có người đang đốt pháo, nhưng theo đám người đi ra từ quán ba Lưu Kim phát tán tin tức lính đánh thuê Hắc Liêm cầm súng bắt cóc bọn họ, đều nhao nhao hiểu được, đó không phải là đốt pháo, là đang đấu súng. Sau khi trận đấu súng ở quán ba Lưu Kim chấm dứt, mới vừa qua nửa giờ, Thiền Thành lại có mấy hướng, truyền đến tiếng súng. Xe cảnh sát thỉnh thoảng gào thét, trên mạng vô số người đang bàn tán sôi nổi, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người truyền tin, là bởi vì Sở Trần chọc một vài người không nên chọc, bị trả thù. Cũng có người truyền tin, là Tiền lão gia thuê sát thủ đến giết Sở Trần. Tin đồn đang bay đầy trời. Sở Trần và Tống Thu đã trở về Hoàng Phủ ra lần nữa. Qua lại hơn 2 giờ, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, bữa tiệc tối đã sớm kết thúc, phần lớn tân khách đều đã rời đi. Sở Trần tìm được Tống Nhan ở thư phòng của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, khiến anh bất ngờ chính là, đi cùng Tống Nhan, lại là Liễu Mạn Mạn cùng Liễu Thiên Thiên, hai chị em này tựa hồ như hình với bóng. Sở Trần, gan của anh thật lớn, ngay cả vợ mình cũng bỏ lại ở đây. Liễu Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, mở miệng trêu chọc. Sở Trần không để ý tới cô, đỡ eo qua cầm tay Tống Nhan, thật xin lỗi. Tống Nhan ngọt ngào cười, không sao. Liễu Thiên Thiên, đột nhiên cảm thấy mình như một chú hề. Liễu Thiên Thiên thở phì đi ra thư phòng. Mạn Mạn đang dạy em vẽ tranh. Tống Nhan cười nói, anh xem em vẽ thế nào. Sở Trần nhìn thoáng qua, lúc này tán thưởng, kinh ngạc vô cùng, nếu em không nói, anh còn tưởng rằng là tác phẩm của Nguyên Cảnh lão sư. Tống Nhan trợn trắng mắt. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười ha ha từ bên ngoài đi vào, Sở Trần A, người chính là dùng chiêu này lừa được Tam Tiểu Thư Tống ra sao? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh khí sắc rất tốt, sau khi vết thương ở chân lành lại, tâm tình càng là cực tốt, nhìn qua căn bản không giống lão gia tử 97 tuổi, đi tới kéo Sở Trần lên, đi, để hai cô gái này từ từ vẽ, người đêm nay vẫn chưa cùng ta uống rượu. Cửa thư phòng, Tống Thu nhìn thoáng qua hai cô gái đang vẽ tranh trong thư phòng. Lại nhìn thoáng qua một già một trẻ dần dần đỡ eo xa, sau đó suy nghĩ một chút về mình, ánh mắt nhất thời mang theo vài phần u oán, tôi liền biết, tôi chính là lái xe. Hừ, cho dù mọi người mời tôi cũng sẽ không đỡ eo. Ai không phải là một cậu bé cứng rắn, tôi chỉ là một công cụ không có cảm giác tồn tại. Tiểu Thu, còn sững sờ làm gì, cậu có đến hay không? Xa xa, thanh âm của Sở Trần truyền đến, Tống Thu sửng sốt, lúc này mừng như điên. Điên cuồng xông lên, đến đây. Trên bàn rượu, Sở Trần tự nhiên là một người được chú ý. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh dẫn theo anh ngồi ở bên cạnh, ngay cả gia chủ Hoàng Phủ gia cũng không có phần đãi ngộ này. Đương nhiên, không ai cảm thấy Sở Trần không xứng ngồi ở vị trí này, người trong Hoàng Phủ gia đều đã biết, lão gia tử có thể đứng lên, chính là bởi vì Sở Trần. Sở Trần, tôi kính cậu một chén, ngươi là đại ân nhân của Hoàng Phủ gia chúng tôi. Gia chủ Hoàng Phủ nâng chén, uống trước rồi nói. Sở Trần cũng uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, những người còn lại trong Hoàng Phủ gia đều thay phiên nhau kính rượu Sở Trần. Người tới Sở Trần không cự tuyệt, vui vẻ uống. Mà Tống Thu là người công cụ bởi vì muốn lái xe chỉ có thể ở một bên nhìn, nhàm chán chơi điện thoại. Trên mạng bàn tán về tiếng súng xuất hiện ở Thiền Thành tối nay càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện âm thanh bất hòa. Tất cả các loại tin đồn bay đầy trời. Một vài người có dụng tâm khác lại càng nắm lấy cơ hội này, trắng trợn rêu rao. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, thậm chí có phóng viên truyền thông nước ngoài bắt đầu chỉ trích. Lúc Tống Thu chơi điện thoại cũng có tin tức như vậy, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Những người này, mọi lúc đều theo dõi vào chúng ta sao? Giống như chó điên, hơi có một chút biến động nhỏ, liền liều mạng cắn xé. Tống Thu đồng thời còn phát hiện, các nền tảng lớn còn xuất hiện một lượng lớn dân mạng. Không ngừng mang theo tiết tấu. Tức chết tôi rồi, Tống Thu càng nhìn càng phẫn nộ,
hận không thể cùng đám dân mạng này đại chiến 300 hiệp. Sở Trần lại mời một vòng rượu, ngồi xuống bên cạnh Tống Thu, thấy Tống Thu nghiến răng nghiến lợi, không khỏi hỏi một tiếng. Còn không phải là đám hèn hạ vô sỉ kia, có chút gì liền điên cuồng bôi nhọ chúng ta, anh nhìn xem, Thiền Thành cũng sắp bị bôi nhọ thành bộ dạng gì rồi. Tống Thu quá tức giận. Sở Trần tiếp nhận điện thoại của Tống Thu, nhìn một hồi, chợt mỉm cười, tên hề nhảy nhót mà thôi, chờ phía chính phủ đáp lại, bọn họ lập tức sẽ giống như tiểu quỷ nhìn thấy ánh mặt trời, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Thu bất đắc dĩ, nhìn từng bài viết có tiết tấu, dứt khoát đặt điện thoại sang một bên, tránh tâm tình bị ảnh hưởng, nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, một phút sau, Tống Thu vẫn không nhịn được, lại cầm điện thoại lên. Lòng vòng như vậy, gần lúc rạng sáng, ba người Sở Trần cùng chị em Liễu gia đồng thời rời khỏi Hoàng Phủ ra. Mạn Mạn thật sự là đa tài, sau này em phải học từ cô ấy nhiều hơn. Tống Nhan tối nay có vẻ hưng phấn hơn bình thường. Sở Trần nhịn không được tò mò hỏi một câu, lúc anh uống rượu, hai người cả tối đều vẽ cái gì? Hai má Tống Nhan hơi hồng hào, không nói cho anh biết. Sở Trần mở to hai mắt, từ Hoàng Phủ ra trở về Tống gia, khoảng một tiếng rưỡi, trở lại Tống gia đã khuya. Tống Thu nằm trên giường lướt điện thoại một hồi, tức giận bất bình mà ngủ. Sở Trần trước khi đi ngủ ngược lại nhận được một tin tức từ bên trong cục đặc chiến, kết quả, hành động cấm địa, đêm nay, sẽ là 9 giờ sáng ngày mai, công khai trước công chúng. Nói cách khác, phản hồi của chính phủ, chính thức là 9 giờ sáng mai. Sở Trần có chút chờ mong, sau 9 giờ sáng ngày mai, truyền thuyết về cấm địa lính đánh thuê ở Trung Quốc sẽ được chứng minh đầy đủ. Tống Nhan tắm rửa xong đi ra, làn da trắng nõn thoáng đỏ ửng, so với lúc bình thường, Tống Nhan vừa tắm rửa xong có thêm vài phần quyến rũ. Tối nay vẽ cái gì? Sở Trần nhìn chằm chằm Tống Nhan hỏi. Tống Nhan ngồi ở bên giường, không nói cho anh biết. Vi phu chỉ có thể hầu hạ tắt đèn. 3 giờ sáng, Thiên Thành, dinh thự hoàng gia. Một bóng người giống như U Linh từ trong tường vây trèo ra, đi về phía một chiếc xe đang đỗ ở một bên, mở cửa xe đi vào. Chị Đào của tôi, cuối cùng chị cũng ra ngoài rồi. Tư Đồ Tĩnh nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào một thân quần áo ban đêm, từ rạng sáng đi vào, chị ở hoàng gia ẩn núp suốt 3 tiếng. 3 tiếng có dài không? Giang Ánh Đào liếc nhìn Tư Đồ Tĩnh, trong công tác điều tra của chúng ta, nếu đã lựa chọn mục tiêu muốn theo dõi, thì phải gắt gao theo dõi hắn đến chết. Nếu không phải có chút phát hiện, tôi sẵn sàng ở lại thêm một chút nữa. Tư Đồ Tĩnh nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, chị Đào có phát hiện gì? Tôi điều tra hoàng gia, phát hiện hoàng gia quá yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ bảo vệ nào, tôi ở hoàng gia ẩn núp 3 tiếng, chỉ cần tránh giám sát là được. Giang Ánh Đào nói, đa số người của hoàng gia đều đã nghỉ ngơi, tôi tập trung chú ý nhị gia hoàng gia, Hoàng Vũ. Phòng Hoàng Vũ tuy rằng đã sớm tắt đèn, nhưng trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra một vài tiếng động khác thường, khi thì lại bật đèn lần nữa, tính tình của vị nhị gia hoàng gia này tựa hồ có chút nóng nảy. Vậy có thể chứng minh cái gì? Tư Đồ Tĩnh khó hiểu. Hắn muốn ngủ, lại không ngủ, rất có khả năng đang chờ gì đó. Giang Ánh Đào nói, còn nhớ tiền bối, điếu giả, hỏi tôi cần phương thức liên lạc của ba tổ trưởng tổ đột kích không? Ngay đêm nay, Thiền Thành xảy ra sự kiện lớn, lính đánh thuê Hắc Liêm khống chế quán ba Lưu Kim, bắt giữ con tin, uy hiếp Sở Trần tới quán ba Lưu Kim, tiền bối, điếu giả, quyết đoán dùng biện pháp, ra lệnh cho ba tổ đột kích, chiếm cứ quán ba Lưu Kim, hơn nữa bắt giữ hai đại thủ lĩnh lính đánh thuê Hắc Liêm, Tia Chớp và Báo Biển. Tư Đồ Tĩnh nhất thời kinh hãi. Đêm nay cô đến thăm tình hình của Giang Ánh Đào ở Hoàng gia, không có hiểu rõ chuyện đã xảy ra bên ngoài. Ý của chị Đào là, Hoàng Vũ rất có khả năng cũng biết hành động của lính đánh thuê Hắc Liêm, hắn đang chờ tin Sở Trần bị giết. Nếu là như vậy, Thiên Cơ Huyền Đồ thật sự có thể ở trong tay Hoàng Vũ. Tư Đồ Tĩnh kích động, không loại trừ khả năng này. Giang Ánh Đào nói, còn có một vấn đề, Hoàng Dương Hoàng gia, cho đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Giang Ánh Đào nói, ngoại trừ lính đánh thuê Hắc Liêm ra, tiền bối, điếu giả, còn phát động, hành động cấm địa, đều tiêu diệt ba thế lực lính đánh thuê khác lẻn vào Thiền Thành. Hoàng Vũ cho đến bây giờ vẫn chưa thực sự ngủ, tôi hoài nghi hắn đang chờ Hoàng Dương. Có quá nhiều khả năng, Giang Ánh Đào không cách nào xác định khả năng nào sẽ là sự thật, dứt khoát ở lại trong xe, tiếp tục chờ đợi. Tư Đồ Tĩnh cố nén lòng hiếu kỳ, không ở trong xe chơi điện thoại. Dù sao đêm khuya dừng ở ven đường xe tuy rằng không ít, nhưng bên trong có ánh đèn truyền ra, rất dễ khiến người khác chú ý. Bên trong xe yên tĩnh,
Nếu cô cảm thấy buồn ngủ, nghỉ ngơi trước đi. Giang Ánh Đào nói, không sao, Tư Đồ Tĩnh âm thầm véo đùi mình một cái, hạ quyết tâm, đêm nay chúng ta liền đánh hoàng gia, nếu như hoàng gia thật sự có quỷ, tôi cũng không tin hắn sẽ một mực che lấp kín mít cái đuôi hồ ly. Thời gian trôi qua đặc biệt chậm, từng giây từng phút dường như đều ở trong đầu chậm rãi nhảy lên, cuối cùng, gần 4 giờ sáng, xa đường, đột nhiên chuyển đến một ánh đèn xe. Tinh thần Giang Ánh Đào đột nhiên chấn động, có người trở về, Tư Đồ Tĩnh cũng có tinh thần một chút, theo bản năng nghiêng người, nhìn chằm chằm chiếc xe kia, xe ở trước trang viên hoàng gia chậm rãi lên, sau đó rẽ vào trang viên hoàng gia. Nhất định là Hoàng Dương trở về. Sau khi xe hoàn toàn biến mất không thấy, Giang Ánh Đào quyết đoán đẩy cửa xe ra, bước nhanh về phía tường cao, nhanh chóng trèo tường, lặng yên vô tức lẻn vào hoàng gia. Tường vây tối tăm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào. Sau khi thân ảnh Giang Ánh Đào biến mất, đạo thân ảnh này im hơi lặng tiếng đuổi theo. Bên trong gara của trang viên hoàng gia, xe đã tắt máy, hai tay Hoàng Dương vẫn nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù vài giờ trôi qua, lòng hắn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Trong đầu Hoàng Dương, còn đang nhanh chóng lướt qua từng bức hình ảnh kia, suốt đời không thể nào quên. Từ sau lần nói chuyện thẳng thắn với em trai, Hoàng Dương bắt đầu liên lạc với thế lực nước ngoài đã tiến vào Thiền Thành, cuối cùng quyết định đêm nay cùng huyết chiến sĩ gặp mặt. Hoàng Dương đương nhiên sẽ không ở trước mặt lính đánh thuê huyết chiến sĩ nói mình có thiên cơ huyền đồ, hắn muốn thẳng thắn thông qua tiền bạc để mua tính mạng Sở Trần. Lính đánh thuê huyết chiến sĩ đi tới Thiền Thành vốn là vì mạng Sở Trần, hiện tại còn có người bỏ tiền ra, đương nhiên rất vui vẻ. Các cuộc đàm phán giữa hai bên rất vui vẻ. Cuối cùng sau khi nhất trí đạt được thỏa thuận, Hoàng Dương liền rời khỏi chỗ ở lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Ngay sau khi Hoàng Dương đi ra ngoài, mở cửa xe của mình ngồi xuống, lúc khởi động xe chuẩn bị rời đi, nhìn thấy một màn làm hắn suýt nữa hồn lìa khỏi xác, mấy chiếc xe giống như u linh xuất hiện, dừng lại ở chỗ lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Bên trong xe, một đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc vũ trang hạng nặng xuất hiện, trong nháy mắt liền bao vây chỗ ở của lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Tiếp theo, tiếng súng vang vọng, cả người Hoàng Dương ngây người, thậm chí quên mất lái xe như thế nào, cả người đều lạnh như băng ngồi trong xe. Thật lâu sau khi tiếng súng trong phòng hoàn toàn đình chỉ, sâu trong nội tâm Hoàng Dương dâng lên một cỗ sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, hắn nằm sấp trên vô lăng, cũng không dám nhúc nhích. Tiếp theo là cảnh sát tiếp quản hiện trường. Bộ đội đặc chủng Trung Quốc nhanh chóng rút lui. Toàn bộ quá trình, Hoàng Dương tận mắt chứng kiến, ước chừng mấy tiếng đồng hồ thân thể đều cứng ngắc. Nếu như mình chậm một phút mới rời đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiếp xúc với nhóm lính đánh thuê này thực sự quá nguy hiểm. Trong gara, Hoàng Dương thở sâu một hơi, sau đó mới đẩy cửa xe đi ra ngoài. Hoàng Dương trực tiếp đi tới cửa phòng Hoàng Vũ, gõ nhẹ cửa phòng, bên trong lập tức đáp lại, mau đi vào. Sau khi Hoàng Dương tiến vào phòng, rót một chén trà, uống liền mấy ngụm trà nóng, mới kiềm chế lạnh ý trong lòng xuống, đêm nay anh thiếu chút nữa không về được. Bên kia huyết chiến sĩ thế nào? Hoàng Vũ vội vàng hỏi, anh cùng lính đánh thuê huyết chiến sĩ ngược lại rất vui vẻ, nhưng mà, lính đánh thuê huyết chiến sĩ này đã không còn. Hoàng Dương nói ra chuyện tối nay, Hoàng Vũ thần sắc ngưng trọng, lông mày gắt gao nhíu lại, khó trách đêm nay xung quanh đều đồn đại. Nói Thiền Thành xuất hiện rất nhiều tiếng súng, thì ra, là chính phủ đang hành động. May mắn là anh không cùng lính đánh thuê huyết chiến sĩ đề cập tới bất cứ chuyện gì liên quan đến thiên cơ huyền đồ. Hoàng Dương nói, cho dù lính đánh thuê huyết chiến sĩ nói với cảnh sát anh muốn bỏ tiền ra để cho bọn họ giết Sở Trần, anh không thừa nhận là được. Hoàng Vũ chậm rãi gật đầu, thiên cơ huyền đồ vĩnh viễn là lá bài tẩy lớn nhất trong tay chúng ta. Hoàng Vũ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, người nghe được những lời này của hắn. Không chỉ có một mình Hoàng Dương. Bên ngoài phòng, đôi mắt hoa đào của Giang Ánh Đào tỏa sáng rực rỡ, theo bản năng nắm chặt nắm đấm một chút. Một thu hút lớn, nếu như nói trước đó tất cả đều chỉ là giả thiết, tại thời khắc này đã chứng minh rồi. Thiên cơ huyền đồ, ngay trong tay Hoàng gia, muốn dùng thiên cơ huyền đồ đến mua mạng Sở Trần, chính là Hoàng gia. Không san, chỉ cần thiên cơ huyền đồ vẫn còn, cho dù thiếu một huyết chiến sĩ cũng không sao. Hoàng Dương trầm giọng nói, người muốn cái mạng này của Sở Trần, cũng không chỉ có 3-4 thế lực. Sở Trần sắp được trao danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, từ hành động của chính phủ tối nay có thể nhìn ra, chính phủ rất coi trọng Sở Trần. Hoàng Vũ nói, chúng ta càng phải cẩn thận làm việc, anh cả, anh tạm thời không cần liên lạc với các thế lực còn lại,
chúng ta trước tiên áp dụng thái độ chờ xem, sau đó ngẫu nhiên ứng biến. Trừ phi bọn họ nguyện ý để cho thiên cơ huyền đồ vĩnh viễn biến mất, nếu không, nhất định sẽ có người lấy mạng Sở Trần hai anh em vừa uống trà vừa tán gẫu. Giang Ánh Đào đã nghe được tin tức mình muốn biết, một lát sau, thấy hai anh em không nhắc lại chuyện về thiên cơ huyền đồ, liền lặng yên vô tức lui ra ngoài. Hiện tại có thể xác định, thiên cơ huyền đồ ở trong tay người hoàng gia. Câu đầu tiên Giang Ánh Đào nói sau khi lên xe, làm Tư Đồ Tĩnh vui mừng không thôi. Đây là chính miệng anh em hoàng gia nói. Giang Ánh Đào ra hiệu Tư Đồ Tĩnh lái xe, nhưng, thiên cơ huyền đồ quan trọng như vậy, bọn họ không có khả năng nghênh ngang đặt ở vị trí dễ thấy, tôi cũng không có đi lục soát, miễn cho đánh rắn động cỏ. Giang Ánh Đào không lục soát, thế nhưng, một bóng người khác lẻn vào hoàng gia sau khi Giang Ánh Đào dỡ ổ đi, lục soát xung quanh. Quả nhiên, giống như Giang Ánh Đào suy đoán, thiên cơ huyền đồ không có khả năng dễ dàng tìm được như vậy. Bỏ đi, tin tức này đã đủ để thiếu chủ vui mừng rồi. Trương đạo trưởng lẩm bẩm một tiếng, khẩn cấp, lúc này rời khỏi hoàng gia, đi thẳng đến Tống gia. Hắn nhận ra Giang Ánh Đào vừa rồi lẻn vào hoàng gia, quan hệ với thiếu chủ cũng không tệ, chính mình phải nhanh một bước nói cho tin tức thiếu chủ, nếu không, thiếu chủ lại biết. 6 giờ sáng, Sở Trần bị tiếng gõ cửa của thím tường đánh thức. Anh mới vừa ngủ, Sở Trần vẻ mặt buồn ngủ đi xuống cầu thang, Trương đạo trưởng đang nắm tay thím tường nói cái gì đó, cuối cùng nhìn Sở Trần xuống, Trương đạo trưởng đứng lên, gần đây tài vận của cô rất tốt, phải nắm chắc, nói không chừng đi đường đều có thể nhặt được tiền. Thím tường mừng rỡ, cảm ơn Trương đạo trưởng quả nhiên là thần toán như thần, hôm nay lúc tôi tới đây liền nhặt được 100 đồng. Thím tường tràn đầy vui mừng đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Sở Trần và Tống Nhan. Thiếu chủ, tôi có một phát hiện quan trọng. Trương Vận Quốc khẩn cấp mở miệng, tôi giám sát hoàng gia một đêm, có phát hiện thật lớn, thiên cơ huyền đồ thật sự ở trong tay người hoàng gia. Tôi thử điều tra một chút, không có thu hoạch, nhưng có thể khẳng định, người dùng thiên cơ huyền đồ đến mua mạng cậu, chính là người hoàng gia. Trương Vận Quốc nói ra đại khái đối thoại mình nghe thấy. Ánh mắt Sở Trần sáng ngời, ánh mắt buồn ngủ lập tức không còn. Chỉ cần xác định thiên cơ huyền đồ ở trong tay ai. Toàn bộ sự việc, liền có thể dễ dàng giải quyết. Sở Trần cũng không muốn mỗi ngày đều bị người ta nhớ thương, đối mặt với tập kích lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trương đạo trưởng, làm rất tốt. Sở Trần giơ ngón tay cái lên với Trương Vận Quốc, vẻ mặt tán thưởng, đúng rồi, ông chờ một chút. Sở Trần xoay người lên tầng. Trương Vận Quốc nhất thời kích động, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thiếu chủ đã nói qua, cho hắn ngạc nhiên. Chương 1122 nhìn bóng dáng Sở Trần biến mất ở đầu cầu thang, nội tâm Trương Vận Quốc có kích động nói không nên lời. Mù đoán một chút, thiếu chủ là chuẩn bị viết một phong thơ, bảo mình mang đến cửu huyền môn. Trương Vận Quốc tràn đầy chờ mong, cảm giác cách giấc mơ càng ngày càng gần, thật tốt. Sở Trần cũng không để cho Trương Vận Quốc chờ lâu, rất nhanh liền từ trên tầng đi xuống, trong tay quả thật cầm cái gì. Trương Vận Quốc vội vàng đứng lên, thần sắc phấn chấn. Không cách nào run rẩy một chút, ánh mắt vô cùng nóng rực, cung kính đứng ở trước mặt Sở Trần. Sở Trần nhìn Trương Vận Quốc ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Mình quả nhiên không nhìn lầm người, Trương đạo trưởng quả nhiên là một người điều tra. Tin tức thiên cơ huyền đồ vừa ra, bao nhiêu người liều mạng đều muốn tìm được tung tích của thiên cơ huyền đồ, nhưng thiên cơ huyền đồ giống như biệt tăm biệt tích. Ngay cả cuộc đặc chiến, những lực lượng phái thiên cơ này cũng tìm không thấy thiên cơ huyền đồ. Trương đạo trưởng lại tìm được. Tôi suy nghĩ trước nghĩ sau, cho ngươi 5 triệu tiền khởi nghiệp để xây dựng hệ thống điều tra, có chút không phóng khoáng. Sở Trần nói, ở đây có 10 triệu, ngươi cầm đi, chỗ nên tiêu tiền liền tiêu. Dù sao cũng là tiền liễu thổ hào mua tranh, Sở Trần dùng một chút cũng không đau lòng. Trương đạo trưởng đau lòng, nhìn chi phiếu trong tay Sở Trần, Trương đạo trưởng cả người đều cứng ngắc. Không nhúc nhích, hạnh phúc cậu cho không phải là những gì tôi muốn. Khuôn mặt Trương Vận Quốc rất cố gắng nặn ra nụ cười. Hai tay chỉnh trọng tiếp nhận chi phiếu, đồng tử Trương Vận Quốc đột nhiên co rụt lại. Giống như là bỗng nhiên hiểu rõ. Tôi hiểu rồi, sau khi thông qua chuyện này, thiếu chủ càng hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống tình báo, sở dĩ tăng cường lực lượng, thêm 10 triệu, là bởi vì thiếu chủ coi trọng năng lực của mình, cũng nói rõ thiếu chủ đối với việc xây dựng hệ thống tình báo sắp tới, hắn cũng muốn sớm ngày hoàn thiện hệ thống tình báo này. Lại để cho mình rút lui đờ eo tới cửu huyền môn. Đây mới là dụng ý của thiếu chủ. Trương Vận Quốc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đến cực hạn, tôi hiểu rồi. Trương Vận Quốc ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi biệt thự Tống gia.
mang trọng trách về phía trước. Sở Trần nhìn bóng dáng Trương Vận Quốc rời đi, không khỏi cảm thán, Trương đạo trưởng thoạt nhìn đối với công việc này rất yêu thích, ông ấy tìm được lý tưởng của mình rồi. Sở Trần tin tưởng, với năng lực của Trương đạo trưởng cùng với sự ủng hộ của mình ở sau lưng, chỉ cần thời gian, Trương đạo trưởng một tay sáng tạo ra hệ thống tình báo, sẽ thâm nhập toàn thế giới. Sở Trần trở về phòng, chuẩn bị ngủ một giấc, hiện tại mới là hơn 6 giờ sáng, vốn bận rộn một đêm, Sở Trần vừa mới ngủ, lúc trở lại phòng, Tống Nhan cũng đang ngủ say, Sở Trần trần chờ một chút, vẫn là trước khi đi ngủ đăng nhập vào tài khoản phía sau đài của Điếu Giả, gửi tin nhắn cho Giang Ánh Đào. Thời điểm Giang Ánh Đào rời khỏi Hoàng gia đã là hơn 4 giờ sáng, giờ này mới vừa trở lại quán 321 Dương Thành. Giang Ánh Đào không có đi nghỉ ngơi, mà cầm điện thoại, ngồi trên sofa, Tư Đồ Tĩnh pha một ấm trà. 7 giờ, chúng ta liền báo cáo tin tức cho tiền bối, Điếu Giả. Giang Ánh Đào trong mắt tràn đầy chờ mong, phỏng chừng tiền bối, Điếu Giả cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta trong một đêm, có thu hoạch lớn như vậy. Tư Đồ Tĩnh cười hì hì, công lao lớn như vậy, tiền bối, Điếu Giả có thể triệu kiến chúng ta hay không? Tôi còn chưa từng thấy qua tiền bối Thiên Võng Điện, không biết đẹp trai hay không, tuy rằng nghe tên có chút già, thế nhưng, đàn ông không phải càng già càng có hứng thú sao? Giang Ánh Đào liếc cô một cái, lập tức nhìn thoáng qua thời gian, mới 6 giờ 21 phút. Cô không có lựa chọn trước tiên báo cáo tin tức cho tiền bối, Điếu Giả, cũng là bởi vì cô cảm thấy, quá sớm sẽ quấy rầy tin tức tiền bối, Điếu Giả. Chỉ 7 giờ thôi, không thể sớm hơn nữa. Ngay khi hai người vừa uống trà nâng cao tinh thần vừa tán gẫu về tiền bối, Điếu Giả, điện thoại của Giang Ánh Đào đột nhiên rung lên một chút. Thân thể Giang Ánh Đào lập tức đứng lên, Tư Đồ Tĩnh chỉ cảm giác trước mắt đều chấn động một chút, sau đó liếc mắt một cái. Là tin tức của tiền bối, Điếu Giả. Giang Ánh Đào mở ra nhìn, toàn bộ giống như bị điện giật ngây dại. Một dòng trên tin nhắn, đã xác định Thiên Cơ Huyền Đồ ở trong tay Hoàng gia. Bắt đầu từ hôm nay 24 giờ theo dõi người của Hoàng gia, nhất là 7 anh em Hoàng gia. Tiền bối, Điếu Giả thế nhưng đã biết. Chị Đào, Tư Đồ Tĩnh thấy Giang Ánh Đào thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, nhịn không được ghé vào đầu dò xét một chút, nhất thời, miệng phảng phất nhét vào một cây mía. Thật lâu sau, Giang Ánh Đào ngồi trở lại sofa nhất thời hiện ra một quả đào lõm xuống, tiền bối Điếu Giả, thật sự là nhân vật thần tiên. Chương 1123 Giang Ánh Đào nhịn không được cảm khái. Cô vất vả ngồi xổm cả đêm, cuối cùng mới thông qua nghe lén cuộc đối thoại giữa Hoàng Dương và Hoàng Vũ, mới xác định được tin tức Thiên Cơ Huyền Đồ ở Hoàng gia. Nhưng mà, một câu nói của tiền bối, Điếu Giả, phá tan chân tướng. Điều này, thật không thể tin được, Tư Đồ Tĩnh cũng có loại cảm giác không thể tin được. Giang Ánh Đào hít sâu một hơi, nhanh chóng hai tay đánh chữ, mặc kệ như thế nào. Cô cũng phải báo cáo phát hiện hôm nay của mình cho tiền bối, Điếu Giả. Tuy nhiên, sau khi tin tức của Giang Ánh Đào được gửi đi, tiền bối, Điếu Giả, không trả lời. Chị Đào, tiền bối, Điếu Giả, có phải cảm thấy chúng ta làm việc không hiệu quả hay không? Tư Đồ Tĩnh thở dài, yêu cầu của tiền bối, Điếu Giả cũng quá cao đi. Đừng nói lung tung, con người Giang Ánh Đào lướt qua một đạo thần thái kiên định, nếu như yêu cầu không cao, làm sao có thể xưng là tiền bối của Thiên Võng Điện? Càng như vậy, chúng ta càng phải cố gắng, biểu hiện cho tiền bối, Điếu Giả, xem. Tiền bối, Điếu Giả, mặc dù cũng biết Thiên Cơ Huyền Đồ ở Hoàng gia, nhưng từ nội dung tin tức phân tích, tiền bối, Điếu Giả, hẳn là giống như chúng ta, chỉ tra được Thiên Cơ Huyền Đồ ở Hoàng gia, nhưng không có tin tức xác thực của Thiên Cơ Huyền Đồ, chúng ta phải theo dõi Hoàng gia, hai người Hoàng Dương cùng Hoàng Vũ. Bọn họ nhất định sẽ đi lấy Thiên Cơ Huyền Đồ. Tư Đồ Tĩnh cũng sinh ra một cỗ ý chí chiến đấu, được. Nhưng mà, chỉ là kéo dài nửa giây, Tư Đồ Tĩnh liền có chút kinh hoàng, nhục chí khom lưng nói, tiền bối, Điếu Giả, quá lợi hại, chúng ta không biết có thể tìm được Thiên Cơ Huyền Đồ trước hắn hay không. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cô quay về nghỉ ngơi trước đi. Giang Ánh Đào nói, tôi đi tiếp tục theo dõi Hoàng gia, buổi trưa cô lại tới đổi tôi trở về. Không nói lời gì, Giang Ánh Đào đi ra khỏi phòng làm việc. Tin tức này của tiền bối, Điếu Giả, làm cho Giang Ánh Đào chấn động, đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của cô. Cô nhất định phải khiến tiền bối, Điếu Giả, nhìn thấy năng lực điều tra của cô. Sau khoảng 2 giờ, tiền bối, Điếu Giả, mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn đồng hồ, cách 9 giờ sáng còn có 10 phút. Sở Trần ngồi thẳng người, chăn lập tức trượt xuống, lộ ra một cái mông mượt mà,
Sở Trần theo bản năng vỗ vỗ, bà xã, dậy thôi. Tống Nhan ngủ mơ mơ màng màng, khẽ nha một tiếng, thân thể giống như rắn nước vặn vẹo vài cái lần nữa chui vào trong chăn. Bình thường lúc này Tống Nhan đã sớm đứng lên đến công ty, nhưng tối hôm qua ở Hoàng Phủ ra quá lâu, sau khi trở về còn bị Sở Trần tra tấn bằng lời nói và hành động, hiện tại hoàn toàn không có tinh thần đứng dậy. Sở Trần mở điện thoại ra, lập tức nhìn thấy tin nhắn trò chuyện trong nhóm gia đình, Tống Thu đang gào khóc, con mất ngủ, bị Pong Rio Ba làm tức chết, hắn quả thực chính là một tên hề nhảy nhót, càng thêm tức giận chính là, lại có nhiều người bị hắn dẫn dắt như vậy. Con vừa tỉnh ngủ mở điện thoại còn tưởng rằng Thiền Thành đã tràn ngập khói lửa chiến tranh. Tống Tà Dương trả lời một câu, ngủ một giấc tỉnh. Không phải con mất ngủ sao? Tống Thu, đây có phải là trọng tâm của những gì hắn muốn thể hiện? Tô Nguyệt Nhàn cũng lên tiếng trong nhóm, tối nay dự định ăn món gì? Tống Thu giây lát trở về, chân gà ướp và chân lợn ướp. Tô Nguyệt Nhàn, đừng lướt màn hình, mẹ hỏi là Sở Trần. Tống Thu rời khỏi nhóm chat, mệt mỏi. Tống Thu bi phẫn ngồi dậy trên giường, cái nhà này, không cần cũng được. Sở Trần mỉm cười, kéo Tống Thu trở lại nhóm tán gẫu, tôi tin tưởng chính phủ rất nhanh sẽ có đáp lại, ông Rio Ba cậu nói là chuyện gì xảy ra. Tống Thu lập tức gửi một đống ảnh chụp màn hình cùng video. Tống Thu bị rời khỏi nhóm tán gẫu. Tô Nguyệt Nhàn, đều nói đừng vuốt màn hình Tống Thu tuy rằng đỡ eo rồi, nhưng tư liệu hắn để lại vẫn còn. Sở Trần đại khái xem lướt qua một chút. Là một người dẫn chương trình đến từ nền tảng video ngắn ở nước ngoài, từ trước đến nay thích cọ sát các loại nhiệt độ, đối với tiếng súng vang lên khắp Thiền Thành Trung Quốc tối hôm qua dẫn đến vô số suy đoán cùng thảo luận. Ông Rio Ba tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội lớn như vậy, lúc này là công kích trắng trợn, mấu chốt là, hắn còn có một đám fan não tàn đang hò hét cổ vũ cho hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người dân Trung Quốc sống trong nước sôi lửa bỏng a. Sở Trần không cho là đúng cười nhạo. Khó trách Tống Thu lại gọi thẳng đây là một nhóc tên hề nhảy, quả thật cũng chính là như vậy. Giống như chó điên đói một thời gian dài, đột nhiên ngửi thấy mùi xương. Trên mạng, một cuộc chiến dư luận quy mô lớn đã nổ ra vì những phát biểu của Pong Rio Ba. Không ít Weibo có thể đại diện cho Thiên Thành chính thức đều rơi vào tay giặc. Đây cũng là nguyên nhân Tống Thu tức giận đến không ngủ được, không có phản ứng của chính phủ, bọn họ không có sức lực cùng đám dân mạng này chiến đấu. Sở Trần nhìn thoáng qua thời gian, giờ Trung Quốc, 9 giờ, đến rồi, chương 1124 Sở Trần mở trang phát biểu của chính phủ Thiền Thành ra, làm mới một chút, quả nhiên, Weibo mới nhất xuất hiện. Thông báo 1, đêm qua, 34 người nước ngoài, trực thuộc lính đánh thuê Hắc Liêm, xông vào quán Ba Lưu Kim Thiền Thành, khiến 3 người bị thương, cảnh sát nhanh chóng xuất cảnh, triển khai một chiến dịch cứu viện thần tốc 5 phút, đánh chết 15 lính đánh thuê Hắc Liêm. Còn lại 29 người toàn bộ bắt sống, trong đó, môn người bị lệnh truy nã màu đỏ quốc tế, lần lượt là Sturges, mật danh tia chớp. COUU, mật danh, báo biển, 13 tội phạm bị truy nã xanh quốc tế. Không chỉ Sở Trần, rất nhiều người một mực chờ đợi phản hồi của chính phủ, đều là người đầu tiên nhận được thông báo trên Weibo này. Đến rồi, phản hồi của chính phủ. Tôi không nói sai chứ, tối hôm qua là bộ đội đặc chủng Trung Quốc đang hành động. Ngay cả tội phạm truy nã đỏ quốc tế cũng bắt được 2 người. Người hiểu đều biết, lính đánh thuê Hắc Liêm ở Trung Đông làm bao nhiêu chuyện lớn, thế lực khủng bố khiến người ta nghe tin sự mất mật, tối hôm qua cư nhiên ngã vào Thiền Thành. Đúng lúc này, Weibo trên trang chủ lại được làm mới. Thông báo 2, đêm qua triển khai, hành động cấm địa, ngoại trừ lính đánh thuê Hắc Liêm ra, còn phá hủy 3 tổ chức lính đánh thuê lẻn vào Thiền Thành mưu đồ bất chính, theo thứ tự là Đọa Ma Thiên Sứ. Huyết chiến sĩ cùng với Cuồng Lang, 5 tên tội phạm bị truy nã đỏ quốc tịch bị đánh chết tại chỗ, sau đó sẽ công bố tư liệu về 4 tổ chức lính đánh thuê đã được chỉnh lý xong. Lại một quả đạn pháo bắn xuống, vô số người xô trào. Trung Quốc hành động cấm địa, đây là muốn nói cho những lính đánh thuê nước ngoài này, Trung Quốc là cấm địa của bọn họ sao? Quân nhân Trung Quốc quá ngầu, nào có 5 tháng yên tĩnh, chẳng qua là có người vì chúng ta gánh vác trọng trách đỡ eo về phía trước. Ít nhất vượt qua 10 phạm nhân bị truy nã đỏ quốc tế tràn vào Thiền Thành, nhưng mà, bọn họ nằm mơ sẽ không nghĩ tới, sẽ trong một đêm ngã xuống, nghênh đón bọn họ, sẽ là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Thông báo 3, hành động cấm địa, chỉ là một khởi đầu, chào mừng mọi người đến lần nữa, bạn đồng môn từ phương xa đến, chẳng vui lắm sao, chỉ là cách tiếp khách của chúng tôi, đêm qua đã rất vui, Trung Quốc chào đón bạn. Vì Weibo 3 lần liên kích.
tình thế trực tiếp xoay chuyển. Những người có dụng tâm khác, kêu gào người dân Trung Quốc sống trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng đều trầm mặc tập thể. Hắc Liêm, Đọa Ma Thiên Sứ, Huyết Chiến Sĩ, Cuồng Lang. Mỗi một người đều là thế lực lính đánh thuê cỏ uy danh hiển hách, lại trong một đêm, bị quân nhân Trung Quốc tiện tay tiêu diệt. Khuôn mặt Sở Trần hiện lên một nụ cười, ba liên kích này, đủ để khiến những người đó câm miệng, bao gồm cả người dẫn chương trình nước ngoài tên là Pong Rio Ba kia, khi đối mặt với phản ứng mạnh mẽ này của Trung Quốc, hắn thậm chí không thể nhảy lên. Ai nói Trung Quốc không dám đáp lại? Từ số liệu, người sáng suốt đều nhìn ra, chính phủ Trung Quốc một mực chỉnh lý phần tư liệu liên quan đến hơn 100 tên tội phạm này. Tống Thu cũng trở về trong nhóm gia đình tán gẫu. Thật tuyệt vời, ha ha ha. Nhìn thấy bộ dáng xám xịt của đám người kia, em nhịn không được cười đắc ý. Hừ hừ, tôi đã sớm nói qua, chính phủ nhất định sẽ đáp lại. Cuối cùng cũng mong được tin tức kích động lòng người này. Tống Thu cũng ba lần liên kích, sau đó, lại bị rời khỏi nhóm. Tô Nguyệt Nhàn, đứa nhỏ này cả ngày hô to, không chút chững chạc nào, cũng không học hỏi Sở Trần. Các nền tảng chính ngay lập tức được kích hoạt bởi ba kích liên tiếp của chính phủ. Nhiều người chuyển tiếp nhất. Nhưng vẫn là điều thứ ba. Trung Quốc hoan nghênh bạn. Năm chữ này, dùng tốc độ cực nhanh xông lên vị trí thứ nhất. Buổi trưa, Sở Trần bảo Tống Nhan hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối lại cùng anh đi tham gia lễ trao huy chương danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, mà Sở Trần thì mang theo công cụ Tống Thu ra ngoài. Bệnh viện Nhân dân Thiền Thành. Sở Trần xách một giỏ trái cây, đẩy một cửa phòng bệnh ra. Tối hôm qua nạn nhân lớn nhất chính là Vinh Đông. Biểu hiện của Vinh Đông cũng ngoài dự liệu của Sở Trần. Sở thiếu, đầu Vinh Đông bị băng bó đến chỉ còn lại một khe hở bên mắt, lúc này, đột nhiên ngồi dậy, kích động vô cùng. Sở thiếu tự nhiên đến thăm hắn. Vết thương này, đáng giá rồi. Vinh Đông trong nháy mắt có loại cảm giác kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Dưỡng thương thật tốt, về sau còn có chuyện quan trọng hơn giao cho cậu. Sở Trần dặn dò. Anh có kế hoạch để Vinh Đông đi hỗ trợ Trương đạo trưởng thiết lập một hệ thống tình báo hoàn thiện, Sở Trần tin, Vinh Đông cũng có thiên phú về phương diện này. Vinh Đông cố gắng gật đầu, nội tâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 1125 Vinh Đông vốn tưởng rằng, sau khi thân phận của mình bại lộ, đối với Sở Trần mà nói, hắn không còn tác dụng nữa. Ở bên cạnh Sở Trần, hắn tìm được giá trị nhân sinh của mình, giống như chuyện tối hôm qua làm, trong lòng Vinh Đông chưa từng có một tia hối hận. Trong nháy mắt nhìn thấy Sở Trần đẩy cửa tiến vào phòng riêng, Vinh Đông càng thêm cảm giác tựa như một chùm ánh sáng chiếu vào. Hắn không muốn đời này mình vẫn là thái tử ra cả ngày chơi bời lêu lổng, hắn còn muốn làm việc cho Sở Trần. Khi nghe thấy Sở Trần còn có nhiệm vụ cho hắn, Vinh Đông nhất thời phấn chấn, tôi đều bị thương ngoài da, không bao lâu nữa là có thể xuất viện. Điều đó là tốt nhất. Sở Trần cùng Vinh Đông tán gẫu vài câu, liền cùng Tống Thu rời khỏi bệnh viện. Có một điều đặc biệt quan trọng ngày hôm nay, lễ trao huy hiệu danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc của Sở Trần sẽ được tổ chức tại khách sạn Hoa Đằng ở Dương Thành. Vạn người chú ý, buổi chiều, dư luận trên mạng dần dần chuyển từ tin đồn của chính phủ Trung Quốc sang lễ trao huy hiệu danh hiệu này. Đây là vinh quang lớn lao a, ngoại trừ Sở Trần, không ai xứng với danh hiệu này. Nghe nói Tiền lão gia còn muốn ở trong nghi thức này, xin lỗi Sở Trần về việc ông ta làm lúc trước. Người đại diện của Tiêu Lãng vừa mới thông qua truyền thông phát hành một tin tức, trong buổi lễ tối nay, Tiêu Lãng cũng sẽ xuất hiện ở hiện trường, đàn một khúc cho Sở Trần. Tin tức lập tức nổ tung, không ít người mong đợi nhiều hơn, ngoài Tiêu Lãng, còn có vài ngôi sao hàng đầu sẽ tham dự buổi lễ tối nay. Sở Trần được trao huy chương danh hiệu sứ giả di sản văn hóa Trung Quốc, được biết đến là lễ trao huy chương danh hiệu tiêu chuẩn cao nhất. Đại diện các tỉnh khác ước tính đều chua xót. Rất muốn đi đến hiện trường, những người có mặt tại hiện trường tối nay thực sự có phúc. Khách sạn Hoa Đằng, tôi đến đây. 5 giờ chiều, gần khách sạn Hoa Đằng đã đông nghịt người. Thời gian bắt đầu buổi lễ là 8 giờ tối, nhưng lúc này quảng trường trước khách sạn Hoa Đằng đã quá tải. Có người vì Sở Trần mà đến, cũng có người vì nhân vật công chúng sẽ tham dự buổi lễ tối nay mà đến. Thiên Thành, cửa Tiền Thị, một chiếc Audi màu đen vững vàng dừng lại. Tiền lão ra một thân trang phục thời đường, tinh thần phấn chấn, cất bước đi ra, bên cạnh ông đi theo, chính là Tiền Bộ Thiệu. Số người bọn họ có thể tiến vào không nhiều lắm, còn phân một số đi ra ngoài, bởi vậy Tiền Thị đêm nay tham dự nghi thức, chỉ có 2 người Tiền lão ra cùng Tiền Bộ Thiệu. Trước cửa Tiền Thị cũng ngồi xổm canh giữ không ít phóng viên truyền thông,
Rất nhanh, tin tức cháu trai Tiền thị lên xe lan truyền. Không ít người mở rộng tầm mắt, lại là thật, Tiền lão gia vì sao nghĩ không thoáng như vậy? Có bao nhiêu phương tiện truyền thông tập trung tại khách sạn Hoa Đằng tối nay? Ông ta nhất định phải lộ diện sao? Nhưng đó không phải là một điều vinh quang. Tiền lão gia, người đàn ông mạnh mẽ và quyết tâm. Lâm gia Thiền Thành, Lâm Tín Bình nhìn thoáng qua Trương Kiếm đã sớm đi tới chỗ hắn, Tiền lão gia xuất phát rồi. Trương Kiếm gật đầu, hai người đồng thời nhìn về một bên. Hai người phụ nữ Tống gia, Tống Vân cùng Tống Tình. Chuyện ra đấu đêm nay chúng ta đi như vậy, sẽ hoàn toàn cùng Sở Trần, Tống gia đoạn tuyệt, mọi người không có ý kiến gì chứ? Lâm Tín Bình mở miệng, hừ, con gái gả ra ngoài chính là bát nước đổ đi, hiện tại Tống gia nở mày nở mặt như vậy, bọn họ chưa từng nghĩ tới còn có hai người con gái chúng ta. Tống Tình nói, chúng ta vốn là cùng Tống gia không có bất kỳ quan hệ gì. Không sai, trong mắt bọn họ, cũng chỉ có Sở Trần nhặt được trên đường mà thôi. Tống Vân cũng cười lạnh, Trương Kiếm khoát tay, vậy thì không cần nhiều lời, chúng ta cũng xuất phát, Tiền lão gia cho chúng ta 4 vị trí, chúng ta phải phát huy đầy đủ tác dụng. Hai vợ chồng Lâm Tín Bình và Trương Kiếm cũng xuất phát đến khách sạn Hoa Đằng ở Dương Thành. Dương Thành, Diệp gia, Diệp Yên đang tỉ mỉ trang điểm, nhan sắc của cô cũng không thấp, con người xinh đẹp nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng nói nhỏ, Ngọc Hằng, tối nay, em có thể báo thù cho anh rồi. Uy Dương Quyền Quán, Vệ Thu Căn vẻ mặt chờ mong, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, Sở Trần, anh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, đêm nay phải đối mặt với cái gì. Anh nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc vinh quang nhất của anh sao? Ha ha ha, cuồn cuộn sóng ngầm, Dương Thành và Thiền Thành hai tòa thành thị nối liền với nhau bởi vì chuyện sắp xảy ra tối nay lâm vào hoan lạc. Tất cả mọi người đang mong đợi. 7 giờ, các vị khách mời đều lần lượt có mặt. Mỗi khi một chiếc xe xuất hiện ở cửa khách sạn, khi cửa mở ra, đều sẽ gây ra một trận hoan hô. Đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi. Sở Trần tới rồi, tôi nhận ra đó là xe của Tống gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.